Hỏi một con người mình, quý vị đi đến cái cuộc đời này, đừng có để luống qua như những đức nói cái ông 45 tuổi giàu, ông chủ lớn, ngủ đêm chết queo, không làm được cái gì cả. Bà vợ gặp những đức hỏi, ông đi đâu thầy? Những đức nói, ông đi xuống dưới. Trời ơi trời, sao con buồn quá, nghe thầy nói buồn quá. Buồn gì? Nói để cho bà cảnh tỉnh, bà cố gắng bà tu. Ông lúc còn bình thường khi ông tu, không chịu tu. Rồi của cải ông chấp một đống, ông giữ hết trơn, cuối cùng ông chết đi, đứng là hết trơn hoàn toàn. Thì đâu có để lại cái di chúc hay là cái chia chác gì giấy tờ đâu. Ông đứng hết trơn, nghỉ 45 tuổi còn khỏe. Con cái ông chưa có cái giấy tờ gì hết trơn, đứng hết luôn. Nói quý vị biết rằng cái câu chuyện mà Nhân Đức kể đó, cái bà đó mà tiền gửi ngân hàng á, bà chết đi rút ra không được. Cuối cùng vậy đó mà cái tâm tình chấp thân chung ấm á, vậy mà bữa nào bà cũng qua ngân hàng bà ngồi. Bữa nào cũng qua ngân hàng ngồi, chứ cuối cùng bà nhập vào đứa con gái. Bà nói rằng ngày nào mẹ cũng qua ngân hàng hết chứ, hỏi làm gì? Chờ rút tiền. Tại vì mẹ gỡ tiền rút ra không được, bây giờ mẹ không có chấp nhận được đâu. Đồng tiền của mẹ cực khổ làm ra gỡ bên đó, bây giờ chết đi mẹ phải lấy tiền. Nên bà ngày nào cũng qua bên đó ngồi. Kinh khủng chưa? Rồi đứa con gái lời hỏi, thầy bây giờ mẹ con vậy, bây giờ tương lai mẹ con sao thầy? Nó tương lai bà đi xuống luôn. Thằng chung ấm bà chấp kiểu đó, đâu phải bà ở hoài thằng chung ấm đâu. Thằng chung ấm nó đều có thời gian. Rồi một thời gian đó thôi là bà đi xuống luôn. Chứ làm cho thằng chung ấm hoài, vì nó muốn làm cô hồn hoài, không có cửa đó đâu. Cô hồn có thời gian. Rồi tới đầu là đến khi đến lúc là phải đi xuống tam đồ ác đạo, chịu qua địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kinh chưa? Cái tình chấp ghê chưa? Đó nên cái cuộc đời này có người chúng ta có được tiền bạc làm được thiện, đổi qua phiếu công đức. Đúng rồi. Hiểu chưa? Đổi phiếu công đức mình làm. Bây giờ những đức nói rằng làm tớ luôn. Cơ hội làm được sao không làm? Sắp sửa người mù nữa nè. Hiểu chưa? Bên nay chủ nhật thứ bảy. Thứ bảy và qua tuần thứ sáu, mùng 3 tháng 7 âm lịch, nó là khiếm thị. Kệ, làm đi, họ cần mà cho đi nó. Nên có tiền thì cho tiền, không có tiền thì lỡ nhìn chơi cũng được. Cái gì đâu sợ. Thấy người ta khiếm thị dẫn ta đi cũng có phước. Mang cái tâm ô tội nghiệp họ quá, thấy thương quá, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Hoặc là sao, không có tiền chứ đi vô cái chỗ kiếm thị, lúc ta cho tiền đi vòng vòng không cho, có tiền đâu cho, làm gì? Ai với đạo Phật, 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 nhìn từng người, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, cứ đi vậy đó, đi giáp vòng hết trơn. Vậy thì quý vị niệm cho 5.000 người có Phật hiệu, xong làm vậy đi chàng, hiểu không? Làm điều đó đi, con nít mà biết làm điều này là cái phước lớn. Nít đâu có tiền. Thiện đích đi vòng vòng niệm Phật cho người khiếm thị nghe. Thấy không? Cơ hội mà. Họ ngồi im gu. Chứ bây giờ cái người mà sáng mắt đi vòng vòng niệm Phật, thấy kỳ quá. Ta thấy mình. Còn người khiếm thị đâu có thấy mình. Đi mình tha hồ mình niệm Phật. Đi tới ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật mình niệm vậy đó. Mình đi vòng vòng, mình đi hoài, mình đi vòng vòng hết trơn. 5.000 người mình niệm được 5.000 câu Phật hiệu cho 5.000 người nghe. Vì nói ủa thầy, cái máy niệm Phật bắt nghe hết trơn, con niệm chi? Cái máy niệm Phật là cái máy niệm Phật. Còn quý vị niệm là chuyện của quý vị niệm. Quý vị là người tu huấn tu duyên là chuyện của quý vị. Còn cái máy niệm Phật là cái chuyện của những đức. Mỗi người để tự tu phước tu duyên. Nguyên lý vậy mới hiểu nghe. Nó cái tâm này nè, rồi cái phước báo cho vị thấy. Phước báo lạ lắm. Con người khi phước báo dày mà giàu là do cái chỗ nào quý vị không? Có người nói con nghèo quá mà bây giờ con chỉ tạo uy tín không sao giàu thầy. Bậy, sai lầm. Cái nguyên lý của Phật pháp dạy nè, khi mình nghèo mình không có tiền đâu, nhưng mà cái phước mình dày quá, tự nhiên người ta vừa nhìn mình là ta tin mình. Nó kỳ lắm. Cái phước dày là ta nhìn mình cái ta tin mình. Ta vừa nhìn mặt mình là ta muốn cho tiền. Ta vừa nhìn mặt là ta muốn đưa công việc. Người ta vừa nhìn mặt là ta muốn đưa của cải. Còn mình con gái thì mình sẽ có chồng. Người ta vừa nhìn mặt mình là người ta muốn cưới mình, mà thằng con trai người ta rất là giàu, cưới mình đàng hoàng luôn. Lạ vậy đó. Cái phước nó rất là lạ. Cái phước nó dẫn dắt quý vị tự nhiên gặp những điều tốt đẹp.
còn thiếu phước rồi. Bây giờ người ta có để quý vị vào chỗ tốt hay chăng nữa, quý vị cũng bò vào chỗ xấu. Nên những Đức nói với tất cả những người làm cha làm mẹ nghe, mình thương con, ai mà không muốn đặt con mình vào đống vàng. Nhưng mà sao con mình nó bò qua đống phân? Là tại vì nó không có phước. Chứ ai mà muốn con mình đi vào đống phân bao giờ đâu. Phân thúi ai mà cho để vô đó, đó. Để con vô đống vàng tính cho con. Có nhiều người ông này bà nọ để con vào cái chỗ ông này bà nọ, nhưng mà con của mình lại chạy đi chích xì ke, đi làm chuyện tầm bậy, đi trộm cắp, đi đua xe chơi vậy đó. Nhà giàu đó, có địa vị luôn, nhưng mà lại con đi đua xe, đi làm chuyện tầm bậy. Cha mẹ mất uy tín đó, đặt để cho con luôn. À nè, tôi có đứa con gì gì đó, anh giúp giùm tôi nghe, bạn bè mà, cho nó có một công việc gì đi, chứ nó lông nhâm hoài. À, được được, anh em mà yên tâm đi, con của anh như con tôi, giúp cho đưa vô công việc ngon lành, nghề nghiệp có uy tín đồ ha, có chức phận rồi ha, vô đó quậy. Thì quậy sao người ta giúp, vô đó quậy, quậy cuối cùng bị kỷ luật luôn chứ sao. Thấy đó, đặt để nó mà không được, nhưng mà con người ta nghèo nàn bỏ bê vậy đó, nhưng mà con người ta lại cố gắng phấn đấu, cuối cùng con người ta lại đi vào đống vàng, còn con của mình đi vào đống phân. Nguyên lý này phải tin đó nghe. Trong cuộc đời của người phải mình phải tin là cái việc tu phước tu duyên là bản thân của mình phải cố gắng. Hiểu rồi nguyên lý này là quý vị sẽ thích làm thiện. Rất là nhiều người, người ta tin vào cái việc mà người ta sẽ học giỏi người ta thành đạt, chưa chắc. Học giỏi chưa chắc thành đạt, xin thưa với bạn 100% luôn. Bạn học giỏi, bạn có địa vị chưa chắc bạn an vui. Sự an vui là chắc chắn với bạn, bạn phải tìm hiểu Phật pháp. Phật pháp sẽ cho bạn an vui 100% luôn. À, nên á, những điều những Đức chia sẻ đây á, tuy là nói về nghiêng về niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng những Đức cũng xuyên qua một chút để cho mấy đứa nhỏ nhỏ đây nó ngồi nó nghe, nó nghe để mà nó nhận thức được một chút. Chứ không thôi mình nói niệm Phật giảng sanh không, có khi nó cũng không chịu nghe. Nhưng mà có nhiều đứa nó có duyên những Đức nghe, nó thích những Đức lắm, nó nghe nó thích, nó không biết làm sao nó cũng niệm Phật nít. Mà nó là không có duyên rồi đừng có ép nài, nó chưa có duyên rồi đừng có ép nài nữa. Nó chỉ kết cho nó vậy là thôi, đừng có ép. Nên bản thân chúng ta khi mình cầm một cái bánh ngon mình ăn, mình cũng có tâm rủ nhiều người ăn bánh. Nhưng mà nếu người ta không ăn thì sao? Thì thôi mình ăn chứ làm sao. Đã là cái bánh ngon thì đừng có hạ giá. Mình đưa cho người ta quá, có khi người ta nói mình thuốc người ta hả? Hại người ta hả? Nó dụ dỗ người ta hả? Người ta lại quay lại phỉ báng mình. Nên mình chỉ cần cầm cái bánh ngon mình ăn, đặc biệt như cái này là cái bánh ngon đi. Họ thấy ngày nào mình cũng ăn bánh ngon, họ lại hồi sinh. Thiệt không? Xin không? Nè bẻ cho miếng. Ăn miếng đi, vừa để tao ăn. Thấy không? Đó thì tự nhiên nó có giá trị, có giá trị lắm, dễ hiểu đúng không? Còn nếu mà giờ nói nè anh ngon lắm, ăn đi ăn. Không ăn, ăn đi mà, không ăn đi, xô tay mình liền cái bánh bây giờ ngon hả? Ngon mày ăn đi, sao bắt tao ăn? Tao không thích ăn cái bánh này, nó thấy không, là tiêu rồi, nó đoạn duyên cái bánh ngon rồi. Còn thà mình cầm cái bánh ngon mình ăn, mình ăn mình cứ ăn đi, mình biết nó chưa có chịu ăn cái bánh này, đừng có ép nó, thì mình lo ăn cái bánh ngon này. Mình ăn giết rồi nó thèm quá, nó thấy sao, ngày nào mình cũng ăn ngon quá, giết nó canh mình, nó nhìn mình thấy mình ăn ngon thiệt, hiểu không? Rồi lúc đó tự nó tìm mình, nó tìm mình để xin bánh, lúc đó mà nó cho. Tuy nhìn thấy chậm nhưng độ sanh thì rất rộng. Chính bản thân những Đức nè, nhà những Đức có đem cái gì đưa cho họ không? Kệ họ chứ. Riêng bản thân mình, nhà mình làm được trước đi. Với người khác thì còn gì mà không tùy duyên. Tôi nói thiệt, tôi khoan duyên với người ta còn hơn gia đình tôi nữa. Vì tôi biết tôi khoan duyên với người ta, tôi sẽ không dính duyên, không dính cái ái. Tôi khoan duyên gia đình, dính ái mất công. Nên thà vì người ta khi người ta đến với mình, còn gia đình chưa đến không quan trọng đến, như vậy mà cũng tự đến. Anh Nhân Đức ổng đến ông lễ Quan Âm Bồ Tát, ông lễ xong ổng đi về.
Những đứa gì ổng, những đứa có gặp ổng chút xíu nào đâu. Bận quá. Mà ổng không đến gặp thì gặp ổng làm gì? Người ta đến gặp thì tôi gặp. Ông không đến gặp thì ông lại xong đi về đi. Có gì đâu. Không có gì trong quan trọng quá chứ, nghe không? Đã là tu hành thì ai cũng là người thân. Gặp nhau là người thân. Gặp nhau là người thân. Gặp nhau là thân. Còn không gặp nhau thì không thân. Không gặp nhau sao biết mà thân. Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là về chánh gặp thôi. Còn bây giờ gặp nhau trực tiếp gì thì thân. Còn không gặp nhau thì sao biết mà thân. Nên từ nó là tùy duyên. Nên mới nói là tùy duyên tiêu nghiệp trước, đúng không? Hướng đạo phải có tâm tùy duyên, đừng có phan duyên. Nên mỗi người mình đi tu, mình biết được cái lợi ích, làm đi. Mình chưa làm tới nơi tới chốn nên ai chấp nhận mình? Làm tới đi. Gặp sự cố gì mình cũng cười cười. Người ta nói ngộ ghê nha. Sự cố gì mà nó cũng cười. Sao ngộ quá, hay ghê. Chứ tao mà gặp tình trạng này chắc tao chịu không nổi. Lúc đó là nó sắp sửa cảm hóa rồi đó. Thấy không? Sắp sửa cảm hóa rồi đó. Đó, nên con người một nụ cười mà bằng 10 tháng thuốc bổ. Mình cười rồi nó mới giải tỏa những cái sự khổ đau. Chứ mang cái tâm hầm hầm làm gì? Cái tâm hầm hầm là cái mặt hầm hầm. Cái mặt hầm hầm là sao? Cái mặt hầm hầm mà bạn tự đến đây nghe pháo mà bước ra, thầy bước ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đi đến đây tu hành nhớ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, không có được cười giỡn ung sụp. Cái pháp hội này con ruồi không được bay vô. Thấy không? Kiểu đó ta sợ mất dép luôn. Mà Như Đức đã vui, sáng Như Đức làm sao nó cũng mắc cười. Tại cái tâm Như Đức nó vui. Chứ nếu mà cái tâm hầm hầm là ghê lắm quý vị. Cái tâm nó hầm hầm nó làm cho cái từ trường nóng luôn quý vị. Ồ, từ trường nóng lắm, ghê lắm. Nó, bây giờ Như Đức hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị muốn độ được người ta là từ đâu? Từ ngay người ta phái quý vị. Người ta phái quý vị mới độ được. Đúng không? Nó giống như giờ thằng chồng nó đeo đẳng theo mình thì mình mới độ nó được. Chứ giờ thằng chồng nó nói tao thấy mày là tao thấy ghét rồi đó. Để tao mình lo tu đi, nó mọi độ mới được. Nó ghét mình sao mà độ? Nó ghét mình là nó tránh xa mình rồi sao mà mình nó nghe mình mà mình độ đó? Thì thôi mình yên mình lo mình tu phước rồi đi. Còn cái thằng chồng nó tò đi theo mình mới độ nó được. Nó thằng chồng nó tò theo mình mới độ được chứ. Chứ thằng chồng nó đâu có đeo theo mình. Mình đeo theo nó độ mình á. Mình đeo theo nó độ mình chứ sao mà mình độ nó. Nó, ví dụ như mình tu đi, mình càng tu đi mà thằng chồng nó cứ khỏi mỏ hoài. Nó khỏi mỏ. Biết khỏi mỏ không? Nghe mình tu bây giờ nó giàu, nó chi mà sồn sồn đâu á. Mà càng tu mà thằng chồng nó càng kết mình. Làm mình cơ hội độ nó đó. Nó đeo theo mình. Nó cứ là khiêu khiêu mình đó. Là biết là mình có cơ hội mình độ nó. Còn mình tu giết mà nó chán chê mình rồi đó. Nó không còn nhìn ngó tới mình thì thôi khỏi nói độ nó đi. Tại vì nó có cảm giác quý vị sao mà độ nó. Hiểu không? À. Nên giống như bây giờ một nải chuối ngon tới ghê để trước mặt. Nó đi qua thì lại nó không cần điếm xỉa mà. Thì để cho chuối này hư luôn. Chuối móc luôn. Đúng không? Nó người ta gặp chuối mà người ta muốn ăn thì nó dùng được chuối thì bản thân của mình là độ được. Nó không? Còn ngoài ra nó không nhìn ngó cái nải chuối mà ép nó cũng không được. Nên từ nơi đó mình tu mà người ta thấy thích mình, ta phái mình là do mình vui. Mình an lạc, mình tự tại, bình thản được thì người ta mới thích gần gũi mình để hưởng cái bình an. Mình bình thản mới hưởng cái bình an. À, còn mình tu mình bắt an còn hơn người ta không tu nữa. Mình càng tu mình lo tùm lum chuyện, cái gì mình cũng lo. Mình lo tứ tung lang tan, cái gì nó nói sao bà, tôi thấy bà càng tu bà càng lo. Vậy mà nói cái pháp này nó hay.
Đó, mình càng tu thì mình càng nhẹ nhàng cái tâm, làm mà không nặng nề thì người ta mới cảm giác hay, bà này hay. Thấy không? Ngày xưa chưa tu rồi tôi đi đâu một cái là bà gì bà nói này nói kia, đi nhậu với bạn bè bà nói này nói nọ. Bây giờ bà này công nhận hay nghe, tu giết bây giờ khỏi cần nói luôn. Nhậu bao nhiêu giờ nhậu đi, muốn đi giờ nào gì kệ mộ ông. Tôi ở nhà lo cho con, lo gia đình đàng hoàng, niệm Phật. Không ngày mai không cần nói gì, nhậu xỉn buổi sáng quậy ly nước đá chanh cho ông uống. Giải rượu, giải bia, thí dụ đi, nấu cho ông miếng đồ ăn thì cho ông ăn. Làm vai trò đúng vai trò. Còn ngoài ra ông uống được uống. Nói ủa sao bà lúc này sao tôi ăn nhậu bà không có nói tới chứ. Cái chuyện đó ông thích mà. Ông lớn ông tự thấy cái việc đó đúng thì ông làm thôi. Tùy ông nhận thức thôi. Còn tôi làm tròn trách nhiệm tôi à. Cảm hóa liền. Cảm hóa liền nói chuyện dẫn chứ. Đó. Còn mình nói là người ta nói bà niệm Phật giảng sanh mà. Sao mà nói tôi hoài à. Đừng có nói nữa. Bực mình lắm rồi đó. Không? Bắt đầu về chồng thay đồ ra đem đồ đi giặt đàng hoàng. Không cần ngó ngàng nói gì nhiều. Dọn cơm ra ăn đi anh. Ăn xong dọn đi rửa đàng hoàng. Cứ làm đúng vai trò mình thôi. Rồi mình đi Phật. Rồi quý vị coi quý vị sẽ độ chồng cho quý vị thấy. Độ cả bạn bè chồng luôn. Thằng chồng nó mới nói cho cái thằng bạn. Thằng bạn nó nói cho con vợ. Con vợ nó mới tìm mình. Dính tá lả binh chứ. Vì vậy thấy độ lăng can cái vị thấy nè đó, hành động chỉ có hành động vậy thôi. Bây giờ những đức một khuyên gì mà tất cả mấy cô mà làm thì mấy cô sẽ thấy tự tại, cực kỳ tự tại luôn. Nghe không? Từ nơi đó còn lúc mình khuyên được người ta là lúc nào mình thấy phù hợp khuyên được khuyên. Còn lúc không cần nói đừng có nói, lo niệm Phật đi rồi quý vị sẽ thấy độ người cho thấy tuyệt vời luôn 100%. Ông chồng nào nghe nói câu này ông chồng nó cũng thích nha. Ông thầy này giảng được. Nói đúng rồi đó. Thấy chưa? Có những con người mình nói người ta nhiều quá ta không có nghe, đừng nói nữa. Vì mình nói họ nhiều quá rồi, họ giỡn mặt. Nghĩ nói nữa thì lúc đó họ mới thấy họ cô đơn. Lạ lắm nha quý vị. Có những người mình nói hoài họ khen thường mình lắm. Mà mình nghĩ nói họ lúc đó họ cảm thấy bị cô đơn, bị bỏ rơi quý vị. Họ mới đi tìm hiểu, họ hỏi mình sao bộ lúc này bà không có thương tôi, sao bà không có nói gì nữa chứ. Thương thì thương nhưng mà tôi kinh nghiệm rồi, tôi nói ông hoài ông đâu có nghe đâu, thì nó nói làm chi. Tôi giữ cái hơi sức của tôi niệm Phật còn ngon hơn. Thôi được rồi, ông muốn làm gì đó ông làm. Nói câu gì mà sợ ghê lắm, cực kỳ sợ luôn đó. Chứ đừng có nói đon nó ren làm chi. Mình càng ghen là người ta càng không sợ mắt mình. Đàn bà mà càng ghen là đàn ông nó càng không sợ mắt. Vì mình ghen, ghen là mình quá thương họ. Nó nói tao đi thoải mái luôn, tao cũng không sợ. Con vợ tao nó ghen với tao lắm. Tại vì nó thương tao quá. Nên nó không bao giờ bỏ tao đâu. Nên tao không có lo. Khi mà mình không nói gì nữa trơn thì nó mới lo. Không nói gì hết trơn nó nghĩ rằng mình hết thương nó. Nên bây giờ phải làm sao tạo tình cảm cho bả thương mình. Đó, nên từ nó quay ngược lại. Thương là gì đó quý vị. Nên nghe đạo những điều mà Như Đức chia sẻ đây, quý vị thấy nó nhân sinh chưa? Quá nhân sinh. Niệm Phật lại áp dụng vào cái cuộc đời của mình sống, đặc biệt, vô cùng. Vô cùng đặc biệt. Quá đặc biệt. Quá đặc biệt. Những Đức nói quý vị có tiền bạc giàu sang cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà quý vị không tiếp nhận Phật Pháp, đời bị vô nghĩa. Những Đức nói vô nghĩa. Cả đời có người cuối cùng đi chết. Trời ơi, một đời ngắn ngủi lắm bạn ô. Đời ngắn ngủi lắm bạn ô. Đừng có nói chuyện vậy chứ Từ nơi đó mà bây giờ mà Phật tử mà về chùa như thế nói mấy cô nấu có gì ăn, nấu ăn ngon. Ăn hết đi. Ăn hết. Bây giờ là mình ăn thả ra. Có một người này gặp Như Đức nói ông nhớ nghe, ăn uống vừa vừa thôi, nó hết phước là nó khổ dữ lắm. Ăn uống vừa vừa thôi, nó hết phước, nó khổ dữ lắm. Nhưng Đức nói mình ít phước, mình cho người ta ăn, mình có phước. Nhớ chưa? Nên bữa đó Như Đức giảng có một câu đó. Thấy không? Câu lạ chưa? Ngày xưa thì gieo nhân gặt quả,
mà bây giờ là gieo quả để gặt nhân. Nhớ nghe vị hãy kinh nghiệm cái câu này nghe. Đây là nuôi chúng kinh nghiệm nè. Có người ngày xưa bị chỉ người ta gieo nhân là cực khổ đi để có thành quả. Có người bây giờ cực khổ quá, nó nghỉ làm, nó nghỉ luôn. Bây giờ quý vị trước nhất mới độ người, trước nhất cho nó cái quả, cho nó ăn đi. Cho nó ăn xong nó ngon quá. Làm sao tôi có cái quả này? Nó là trong cái quả nó có cái hạt. Mày đem cái hạt mày đi trồng đi, rồi mày chăm bón, rồi mày sẽ có quả. Thấy không? Độ sanh mới rộng. Người ta về chùa lo cho người ta hết đi, có đồ cho người ta hết đi, thì đưa quả. Ta nói, thầy ơi thầy, sao mà thầy làm được điều này thầy? Vì tôi cũng gieo nhang. Tôi gieo cái nhang tôi mới được cái gì? Gieo nhang là tôi bố thí cúng dường, tôi lo cho bạn nè. Vậy hả thầy? Vậy là con muốn có cái quả phải làm sao? Thì phải gieo nhang. Tại vì mình cho nó cái quả nó ăn tình, nên cuối cùng nó mới đi hỏi mình. Là nó là đưa quả để ăn. Ăn quả rồi mới lấy hột. Lấy hột đi trồng, rồi chăm bón, rồi có quả ăn. Đó. Bây giờ con người là phải cho quả trước đó quý vị. Ai làm việc này? Việc này ai làm? Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ngài làm. Ngài nói rằng ta lấy cái quả giác tu đã thành của ta để đưa cho chúng sanh làm nhân địa để mà tu. Thấy không? Bây giờ mình đem cái quả cho họ là có cái gì mình cứ cho họ đi, họ chưa biết tu mình cho họ đi. Mình cứ cho họ đi là họ sẽ cảm nhận với mình, rồi lúc đó họ sẽ nghe lời mình, thì lúc đó mới gieo nhân gặt quả. Chứ đừng có nói bây giờ mà tu hành mà khổ nghe. Đời này mà tu hành pháp môn tịnh độ tu không có khổ. Riêng cái pháp môn tịnh độ là tu không có khổ, các pháp khác là tu khổ. Lạ thay, bắt buộc lấy khổ làm thầy. Nhưng riêng cái pháp môn tịnh độ là lấy vui làm thầy. Lạ như vậy. Việc này bị mới nghe lần đầu tiên đúng không? Thì thờ mạt pháp. Trời ơi. Thờ chánh pháp thì lấy khổ làm thầy, mà thờ mạt pháp thì thấy lấy vui làm thầy. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Phải không? Bây giờ bị nói khổ ai tu? Cái ngôi chùa mà khổ quá không ai tu đó. Nó đến xong nó gì à? Nó khổ quá tu làm gì? Bây giờ Bồ Tát đến đây độ sanh không có khổ. Vì khổ là không phù hợp cái thời đại này. Nên Bồ Tát phải vui. Hiểu không? Bồ Tát phải vui. Còn Bồ Tát năm xưa là Bồ Tát khổ. Những đức đọc trong chư tổ sư có một vị, ông ăn bùn. Bữa nào người ta cúng thì ăn, không cúng ngồi tại chỗ móc bùn ăn. Vị tổ sư đó, vị đọc trong 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông có một vị. Kinh chưa? Bây giờ mình mà ăn bùn chứ mình le lưỡi mình chết tại chỗ luôn chứ đừng thế. Ăn thử cái đi rồi biết. Nuốt nó không vô nó ọi ra ọi vô mà chết tại chỗ, đừng nói mà ăn. Nó ta làm được. Bây giờ rõ ràng. Rõ ràng luôn, cái thời cuộc này phải rõ ràng đúng rồi. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ thì quý vị u. Phải không? Không những điều như đức giảng, quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ nghe quý vị. Tại vì cái việc làm của những đức là do nó gần công chúng nhiều quá, nó nhìn ra quý vị ơi. Xác thực luôn. Bây giờ những đức nuôi chúng mà đông đó, ban tổ chức anh em đồ ai mà cũng được hết chứ. Là do từ đâu quý vị không? Có cái quả đầy đủ nó ăn. Bận đồ sạch sẽ, bận đồ mớ, ăn uống đầy đủ. Kêu nó xả tiền nó xả liền. Tại vì nó đầy đủ hết trơn, nó cầm tiền chi mà không xả. Ghê không? Mà nó vui rồi, nó an lạc rồi, nó đầy đủ rồi thì nó đi phục vụ người ta. Còn nếu nó khổ quá, nó nói tao khổ nè, mày kêu tao phục vụ người ta, tao dạy tao phục vụ người ta, càng phục vụ càng khổ, không phục vụ nữa. Bây giờ mình cho họ vui, cho họ đầy đủ, họ mới đi phục vụ người ta. Thấy rõ ràng chưa? À, đây là trong chùa áp dụng rõ ràng nè. À, bởi vì tại sao trong chùa mình mà không xài điện thoại, không xài tiền mà quanh năm 7-8 năm không đi về nhà? Quý vị nói cái chuyện giỡn chơi. Tuổi trẻ cư sĩ đi vô chùa mà 8-9 năm không về nhà, không về luôn, không gọi điện thoại luôn. Đưa quy tắc nào cũng làm theo chứ. Chỉ có đúng cái gì? Cho quả tạo nhân.
cho quả tạo nhân. Bởi vì không, Phật pháp mà không suy nghĩ cho kỹ thì đừng có mong mà độ sanh. Phật pháp mà không suy nghĩ kỹ là không độ sanh được. Vì sao quý vị không biết cách? Phật pháp là một phương pháp, quý vị không nhìn ra Phật pháp. Đức Phật là bậc trí tuệ, cái trí tuệ của Phật pháp không có đơn giản. Nên từ nơi đó thờ của Đức Phật là lấy khổ làm thầy, đời này là lấy vui sướng làm thầy. Người ta sẽ chấp nhận quý vị. Cái khoa học phát triển, thời đại phát triển, con người bây giờ đi lên tới cung trăng rồi, quý vị còn đi lùi phía sau nữa, ai chấp nhận quý vị? Đúng không? Học sao mà xã hội người ta đang trao đảo cực khổ vô cùng của mình mỗi ngày. Thấy không? Tự nhiên người ta cảm giác thích mình liền, tu học hay. Và thượng tình không, khi qua bên Úc Châu mở đạo tràng, mỗi ngày cái nhóm của đại lão hòa thượng vui vẻ tự tại, những tôn giáo khác nhìn thấy, lâu ngày qua hỏi các người học cái gì mà sao ngày nào cũng vui được như vậy. Chúng tôi học Phật. Học Phật là học cái gì? Là học vui vẻ, học tự tại. Chúng tôi cũng muốn học vui vẻ tự tại. Phải làm sao? Vì chủ nhật qua đây học bên đây, thứ bảy vô trong chỗ đạo quý vị mà học. Ghê chưa? Không bị ảnh hưởng gì chứ á. Thấy không? Hay chưa? Nên từ nơi đó người thấy mình vui người ta mới học. Cái hội chúng của mình vì sao dễ độ người? Quay phim lên vỗ tay ôm sùm cừ tá lả âm binh, người ta phái. Có cái bà kia mới nói con ghét thầy giảng. Con thấy mấy bà kia cười quá trời, con ghét, con coi thử. Làm gì cười chứ, con coi xong dính luôn. Ghê chưa? Cười thôi mà dính á. Đó, nên từ nó ra ai mà không muốn không muốn cười. Tại không cười được. Nhìn Đức thấy một cái cô kia bên Mỹ gì, cái mặt cô lầm lầm lì lì. Hỏi sao mặt cô kỳ vậy? Nó dạ không có con. Không có con. Không có con mà làm gì mặt lầm lầm lì lì. Bởi vì cái mặt của cô vậy nó không có con. Nó sao kỳ vậy thầy, nó ngộ ghê. Mặt gì không có con là sao thầy? Đúng rồi. Nhìn Đức hỏi cô nè, cái đứa con nít đó, nó thích ai? Nó thích người vui đúng không? Ai vui ai cho nó ăn thì nó chạy theo người ta. Còn cô lầm lầm lì lì, nó chạy đi mất tiêu, nó đâu có chạy lời cô nên cô đâu có con. Hai vợ chồng cô đang sống với nhau, cái mặt cô lầm lầm lì lì, nó vừa bước tới nó tịnh nhảy vô nó làm con cô, nó gặp cô nó chạy lên bà khác. Nên bà hoài mà bà không có con. Bây giờ vậy con phải làm sao? Nói bà cừ. Bà phải vui vẻ bà cừ để nó gạo tới gạo luôn, nó nhìn, nó tìm hiểu. Bà chọn con thì con cũng chọn bà. Hiểu chưa? Nó rõ ràng đi học Phật á, trò chọn thầy mà thầy cũng chọn trò nữa. Chứ đâu phải là quý vị là thầy được quyền chọn trò mà trò không chọn thầy. Người ta có quyền người ta chọn ông thầy người ta học. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó bây giờ cô cái càng về, giờ năm nay nhiêu tuổi? Là 33. 33 tuổi rồi, tranh thủ lên. Tranh thủ gì thầy nói? Tranh thủ vui vẻ lên. Vui vẻ là sao? Thầy nói con không hiểu này. Vui vẻ là vui vẻ chứ sao? Bà này sao mắc khờ thế ghê. Bà bên Mỹ về trình độ của bà cao còn hơn cái gì nè. Nó học cao dữ lắm luôn à. Nên từ nơi đó mà nói câu này cũng không hiểu nữa. Nó thật sự con không hiểu luôn á thầy. Tranh thủ vui vẻ là sao? Nói tà ơi, bà niệm Phật bà an lạc. Hiểu không? Bạn trai niệm Phật bà an lạc đi. Đó là vui vẻ. Bây giờ cái mặt bà lầm lầm lì lì, không có con. Bây giờ từ hôm nay bà cừ lên. Nó nói cừ không có được. Bây giờ nhà Đức chỉ bà cái cách cười nè. Bà vô công sở bà làm việc, hồi xưa bà gặp bạn đồng nghiệp bà chào làm sao? Nói thì con đi con gặp mấy anh đồ làm việc chung đồ, mấy em đồ, con gặp con chào anh. Nhưng Đức nói giờ chào lại, hỏi chào làm sao? Chào anh. Chào em. Là tức khắc sẽ có người hỏi cô liền. Mà cô công nhận khi cô chào anh như vậy là sẽ chào lại cô Iran luôn. Chào anh. Là người ta chào em. Nhưng mà khi cô chào anh, bên kia chào em. Đúng không? Phải trả lời Iran không? Iran luôn.
Thằng vậy thì trong công sở làm việc bao nhiêu người cô chào mà sáng nào cô gặp cô cũng vui vậy, thì cô thay đổi liền, tức khắc cô tươi liền chứ không nói vòng vo. Khi cô tươi rồi thì cô dễ tính, mà khi cô dễ tính thì con nít nó chạy theo cô, lúc đó tha hồ mà đẻ. À, con nít nó thấy người vui vẻ dễ thương nó chạy theo nó, nên bà không đẻ là do cái mặt bà làm lì lì á. Rồi thêm cái nữa là gì, thấy người ta có con thì chạy ra sau hè khóc, cái tâm ích kỷ. Người ta có con mình mừng giùm cho người ta thì mình mới có con. Và những đức chỉ cô, những đức nói bây giờ cô không có con cô buồn, tại sao cô không suy nghĩ trên cái cõi đời này còn bao nhiêu đứa bé mồ côi không có cha có mẹ. Cô chỉ nghĩ con của cô thôi mà cô không nghĩ cho bao đứa bé mà nó đang mồ côi mồ cút không có mẹ không có cha. Tại sao cô không vô cái diện mồ côi để cô đem cái tình mẹ mà cô đang cần có con này cô đưa vào cho những đứa con mà nó đang cần tình mẹ. Sao cô không làm đi? Những đứa con nó cần tình mẹ quá trời luôn, bây giờ nó cần có cô thương yêu. Còn cô thì đang cầu con mà đang muốn có con, mà bây giờ muốn làm mẹ mà không có cơ hội được làm mẹ. Còn những đứa bé nó cần có tình mẹ kìa, vì sao cô không vô diện mồ côi á để cô làm mẹ cho một vàng con đó đi, thì cô thấy cô hạnh phúc cỡ nào chưa? Trong cái cuộc đời này con người chỉ khác nhau là hiểu hay không hiểu mà thôi, chuyển được cái tâm hay không thôi. Bạn chỉ cần có phước thì dù bạn không có con mà cũng có phước. Còn bạn mà không có phước, bạn có con bạn cũng vô phước và cũng khổ đau, còn khi còn khổ hơn nữa. Nên những đức viên tất cả những người trong cuộc đời này khi không có con, đừng có bao giờ suy nghĩ rằng đời tôi không có con, tương lai ai nuôi tôi. Như vậy tôi hỏi quý vị, bao nhiêu người có con, tại sao con cũng không nuôi? Còn những người toàn là đẻ con gái không à, thì nói bây giờ phải kiếm thằng con trai, kiếm con trai chi ạ? Con trai để nói giỏi tông đường. Những đức nói quý vị có phước thì con gái nó cũng nói giỏi tông đường nữa. Còn nó mà vô phước rồi có 100 thằng con trai nó cũng là hư hoại nữa, không được cái gì. Cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái gì bạn đang có trong cuộc đời này nè, chứ không phải là bạn đi chi cầu cái mà bạn không có. Đã không có bạn đi khổ làm gì? Bạn hãy quý những gì mà bạn đang còn tồn tại nè. Đó mới là người khôn sống trong cuộc đời này. Nghe rất là rõ ràng. Nên tất cả những người mà không có con, hãy đi lợi chỗ mồ côi mồ cút thương nó đi. Rồi cái nhăn đó nó sẽ cho vị có con, mà con hiếu thảo, con đàng hoàng. Còn người mà chỉ sanh con gái không, thì mình hãy thương con gái của mình, dạy con gái đàng hoàng. Con trai không thì dạy con trai, lo cho con trai đàng hoàng. Có nghĩa là có con nào cũng được, hiểu không? Nó rồi không có con cũng được. Chúng ta vẫn sống những ngày tháng đặc biệt của cuộc đời, đừng có nên nặng nề chứ. Đó là những đứa gặp nguyên một gia đình bên Mỹ gì. Nên bữa đó những đứa giảng bài giảng đó, đừng có mang một cái căn bệnh nghề nghiệp để làm khổ cuộc đời mình. Bệnh nghề nghiệp là bệnh gì? Tôi học bệnh luật tôi phải nghiêm. Nghiêm chứ ạ? Bệnh luật phải nghiêm mà. Luật là luật, còn có người là vui chứ làm gì bệnh luật phải nghiêm. Có người, đa phần con người, người ta đều có một ý nghĩ cực kỳ sai lầm là gì? Cái nghề này nó thành ra cái nghiệp hả? Không có đâu. Con người sống làm sao bạn phải hoạt bát, bạn phải vui vẻ. Như một cái cây nó phải nhân sinh, nó phải có màu xanh. Chứ ngoài ra cái cây này không có chiếc lá nào chứ thì còn gọi là cây đẹp sao? Nó giống như một vườn hoa vậy đó. Nó phải có hoa này hoa nọ quá kỹ. Nên con người sống trong cuộc đời này, quý vị phải nhớ, đừng bao giờ nói rằng tôi học cái nghề này là tôi phải như vậy. Vậy tôi phải giữ được trạng thái của tôi mới là đạt nhất. Giữ được trạng thái mình mới là đặc biệt. Còn vô công việc là phải nghiêm túc, nhưng bước ra công việc là hoàn toàn thông tâm. Chứ không phải là cái nghề này là mình phải như vậy. Có những người nói tại tôi làm công an nên tôi phải nghiêm. Công an là phải nghiêm, vì vợ mình nó cũng sợ mình luôn đó. Công an là cái việc mình đang làm việc, mình chức phận. Còn lúc mà mình trở lại là một con người bình thường, mình phải là người bình thường. Hoạt bát làm cha, rồi hoạt bát làm chồng, hoạt bát làm con. Cái ngành đó nó chỉ đi vào cái chỗ nào cần thiết để hiện một gương mặt nghiêm. Còn có những chỗ chúng ta đừng bao giờ làm bộ mặt nghiêm chi, để cho người ta sợ mình làm gì. Sợ mình là hết duyên. Sợ mình là hết duyên. Hiểu không? Đó, nên quý vị mà hiểu được Phật pháp thì quý vị sẽ biết áp dụng tất cả những nghề nghiệp trong cái cuộc đời, quý vị tuyệt vời lắm.
Chứ làm sao mà học ra cái ngành đó hình thành các con người gì? Không phải, bậy quá. Đó, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng đều phải là vui vẻ tự tại, nó mới đạt cái nghề đó đến đỉnh cao. Đúng không? À, cái ông này ông làm nghề bác sĩ mà bên bên cái khoa mổ, mà là trưởng ban bên mổ luôn. Ông nói rằng là khi chuẩn bị vô mổ, người ta là sẽ có y tá nữ sẽ đeo bao tay cho ông, rồi bận áo cho ông, rồi khẩu trang gì đó, có nghĩa là lo cho ông hết gì, cái vị trí bên ngoài sạch sẽ lắm. Nên ông là bệnh nghề nghiệp, ông nói rằng ông rất kỹ, ông rất kỹ. Những đức nói ông kỹ cũng là một cái bệnh. Cái chữ kỹ của ông là kỹ gì biết không? Là ông biết ông kỹ. Ông nghĩ người khác ở dơ là bệnh. Nhớ nghe. Và cái kỹ của ông sẽ làm cho mọi người xa lánh ông đó, cũng là bệnh luôn. Đó. Cái đồ đạc của tôi không ai được đụng vô, ông cũng là một cái bệnh mà làm cho người khác xa lánh ông nữa. Những bây giờ tu học rồi nên sửa hết cái bệnh này đi. Rồi ông nghe nhà Đức giảng mà ông là trí thức quý vị, học tập, có sở học cao ở bên Mỹ. Ông về Việt Nam, ông gặp những Đức là do ông nghe những buổi giảng của mình, ông vui quá. Ông nói rằng con là con người không bao giờ cừ. Khổ quá, không bao giờ biết cừ luôn. Không biết cười, nhìn ông kỳ quá. Nhìn ông là biết, không biết cười, ghê quá. Nhưng tại sao ông về đây gặp tôi? Tại vì nhờ thầy giảng mà con cười. Thầy nói chuyện ngộ tới ghê. Nói những câu mắc cười muốn chết, không muốn cười cũng phải cười. Nè, cuối cùng ông về ông gặp Nhân Đức. Ông hỏi, bây giờ xin thưa thầy, con muốn về Việt Nam ở đây vô chùa tu. Bây giờ điều kiện gì để vô được chùa? Nhân Đức nói ông phải ở dơ. Phan một câu xanh lè xanh lét luôn. Cách nói chuyện mình ghê không? Tại vì ông kỹ quá sao ông ở đây? Ở đây không phải ở dơ, mà cái ý tôi nói cái câu á, ông kỹ mà ông chỉ có cái cá nhân của ông, không biết ai, thì ông bây giờ làm sao ông ở đây với 6 người trong một phòng? Rồi tính này tính kia sao ông về đây ở được? Vậy ông muốn về đây ở chỉ có một lý do, chỉ có một điều kiện là ông phải ở dơ. Ghê không? Tại sao ông nói là bây giờ thầy giải thích kỹ cho con nghe. Nó giải thích kỹ nè, là ông về ông mở phòng ông ở bên Mỹ ra, vợ con có quyền vô phòng, muốn lấy đồ gì lấy, muốn xài gì xài. Rồi mọi người được vô phòng ngồi chơi đồ thoải mái luôn. Rồi ông làm điều đó đi, rồi ông vô đây, ông ở tù. Giờ căn phòng ông đóng cửa, không ai được vô hết. Nó, rồi vợ có được vô không? Không. Nhân Đức quay lại hỏi bà vợ, vậy cô có con không? Dạ có 3 đứa. Không vô phòng mà sao có con? Là phòng khác. Phòng khác. Thấy không? Tư nói đó, bây giờ ông muốn vô đây tu là ông phải như vậy đó, thì ông vô đây tu được. Rồi ông vô đây rồi là tuyệt đối không xài điện thoại. Không xài điện thoại được không? Ông nói dạ lâu lâu mượn gọi về nhà, hỏi thăm gia đình được không thầy? Nó không. Bây giờ Nhân Đức hỏi ông nè, giữa ông với bà cô, một người ở bên Mỹ, người về đây, nếu ông có lực mạnh thì ông kéo cô về đây, nếu cô có lực mạnh thì kéo ông qua bên Mỹ, mà ông đã từ bên Mỹ đi về đây, vậy thì ông muốn kéo cô hay cô kéo ông? Ông tự suy nghĩ, thông minh mà, tự suy nghĩ đi. Nó cứ lo tu đi được rồi. Mà giống như mấy cái người ta có sở học, địa vị xã hội, người ta thường sợ khi người ta nói cho mình nghe gì mình nói trước công chúng. Ông cứ dặn như đứa cái câu, thầy đừng nói nghe thầy. Thầy đừng nói cho ai nghe nghe thầy. Những đứa nói tôi nhất định tôi sẽ không nói cho một người nào nghe. Cũng là câu cũ, không nói cho một người nghe. Tại tôi nói đây đâu phải một người,
Tôi nói cho đông người chứ nói cho một người. Nói cho một người là nhiều chuyện, còn nói cho đông người là để giải mã những cái người bệnh giống ông. Bây giờ nói gì cũng ai biết ông là ai. Đâu phải là cái người Việt mình qua bên Mỹ chứ có một mình ông đâu. Bao nhiêu con người, người ta một cái tiểu bang, bao nhiêu người Việt Nam ở bên đó. Người ta nói gì là ta nói để người ta giải thích ra cho những con người mà khó tính như vậy đã cuộc đời được cái gì kết quả không. Mà chính ông bệnh nghề nghiệp nặng nề, nói ra gì để ông tiêu cái nghiệp ông, để ông nhẹ nhàng cái tâm, tiêu cái nghiệp mà tăng cái phước. Mà ông nói rằng rõ ràng, thầy ơi thầy, thầy giảng đúng. Con gái nhờ đức cha, con là người rất khó tính, rất kỹ, rất khó tính. Sanh ra đứa con gái cũng cực kỳ khó. Nó không cười, y gan con. Nó rõ ràng chưa? Nó thấy chưa? Cái người cha không cười, sanh đứa con gái không cười luôn. Nó thấy không cười là khổ nhất. Vậy thì con làm sao bây giờ mà chuyển nghiệp con và cha và đứa con gái? Những đứa nói rằng chỉ cần ông trở lại trạng thái tự nhiên dễ tính là chuyển đứa con gái liền. Thấy không? Cái gốc thì nó chuyển được cái cành lá qua quả chứ làm sao. Nó quý vị thấy Bọc Pháp bị nghe nãy giờ không? Nó bao nhiêu cái lợi ích cho quý vị luôn. Quá lợi ích. Thấy không? Nó nên từ nó nghe tùy quý vị có tiếp nhận được cái gì bao nhiêu phần trăm trong đó. Thì biết rằng vì sao những đứa học Phật mà vui. Vì những đứa quá đơn giản. Quá đơn giản mà vui chứ không gì chứ. Mỗi ngày lăn lộn cùng với những con người bình thường không? Vì sao? Vì mình cũng là người bình thường chứ người gì? Ngày xưa mình mà còn thua người bình thường. Bây giờ mình cao xa gì? Nghe không? Nội mà cái chuyện mà lễ với ông Âm xong mà đi bộ từ bên kia qua đây với mấy các cụ là học được bài học. Trời ơi! Đi bộ chung với mấy bà già vui thế ghê. Mấy bà già mới nói to, ô bữa nay đi chung với thầy luôn hả? Thấy chưa? Ta nói một câu vậy thôi là mình đã học được bài học đáng giá. Thì ra mình đi chung vậy mà mấy bà mừng vậy. Như từ hôm nay con không bao giờ đi xe, sẽ đi chung với các cụ. Các cụ già còn đi được, tôi đi xe làm gì? Nên từ ở bên cái chỗ nhà con lại Quan Âm xong đi bộ về đây cùng tịch tàn tan với mấy bà già. Nó thấy không? Nó đa dạng học tập luôn, thấy chưa? Nó quý vị biết cao xa làm gì quý vị? Mình cao xa làm chi? Nó, nên mình tu học dù có nhiều chục năm, nghe những đức dặn quý vị, đừng có bao giờ nói câu mấy chục năm đó trong cuộc đời này làm gì mất công. Đừng có bao giờ nói câu tôi quy y bao nhiêu chục năm gì, miễn đi khỏi nói đi, y hay không có quan trọng. Cái quan trọng của bạn là ngay chỗ y hay không. Chứ trời ơi, bạn đừng có khè người ta. Khè chứ cho nó mệt chứ. Khè có ngày rớt cái răng. Nên học mà càng học về sau càng dễ tính. Càng học mà càng đơn giản. Đúng rồi đó. Từ một con người khó tính học ra dễ tính. Đừng có dễ tính mà học ra khó tính nghe. Mà khó tính có vui không? Có ai nói khó tính vui đưa tay coi. Vậy ai nói dễ tính mà vui đưa tay coi. Nó thấy chưa? Nó quá đặc biệt, sao không dễ tính đi? Khó tính là thương không? Dễ tính thương không? Thấy chưa? Dễ tính là ta thương à? Ví dụ như mình có học gì đi chăng nữa, có địa vị gì chăng nữa mà mình lỡ nhà người ta đem đồ ăn ra mình mời mọi người ăn xong mình múc mình ăn tự nhiên ghê. Ta nói trời con nhận dễ thương, quá trời dễ thương lắm. Gì đâu mà nó dễ tính gì đâu tao. Mình tưởng đâu là cái người này là khó nuôi, khó lo. Sao dễ ăn ghê, uống nước ực kìa chợt. Công nhận nghe, gần gũi ghê. Nó, đó là gì? Nhìn ra cái căn nhà đó để áp dụng đúng căn nhà đó. Nha. Còn mình đi đến cái nơi người ta quá giàu luôn rồi. Nhìn căn nhà đó để áp dụng đúng vô căn nhà đó. Sở học của con người không phải là tính trước, mà sở học của con người là nhìn cảnh mà sanh tâm. Đó mới là cái đặc sắc của sở học. Khi sở học mà đạt tới trình độ đó rồi thì quý vị không còn nói cái chuyện mà mua đen hay là lúa gì nữa chứ.
không có nói là quê mùa hay là trí thức gì nữa chứ. Nó nằm trong cái dạng trí tuệ. Nó nằm trong dạng trí tuệ. Tại vì vị khỏi cần suy nghĩ khi giao tiếp. Vì gặp duyên gặp cảnh thì giao tiếp phù hợp thôi. Gặp người sao giao tiếp ra làm gì. Còn cái gì không biết thì hỏi. Ví dụ như mình đi, mình vô một cái siêu thị người ta đi. Siêu thị người ta bấm nút này nút kia, máy này máy nọ để vô cửa. Mình không biết, mình nói anh bảo vệ ơi, giúp tôi này có anh. Hỏi cái gì à? Tôi không biết bấm máy cái thang máy này lên lầu 3 mới đi đường nào bấm làm sao. Anh giúp giùm. Để giúp cho. Chứ mình đừng có vô nên thang máy này ăn thua gì ta, ta bấm cho mày coi. Mình lên lầu 3 mình vớt cái lên lầu 8. Cái khổ không? Mình không biết thì mình nói mình không biết đi, người ta thương mình. Chứ mình đừng có ra vẻ là cái gì mình cũng biết. Mình không biết quê làm sao. Bậy, không biết thì nói không biết. Mình hỏi người ta mới là không quê. Mình làm bậy mới là quê á. Còn khi mình ngoài đời mình đi ăn mặn, mình vô ăn món Tây U, Tây E gì đó. Thì người ta ăn, người ta cắt làm sao, người ta gấp làm sao, người ta ăn. Mình nói món này tôi không biết ăn. Tôi gấp ăn được không chứ đó giờ mấy cái món này tôi ăn có quen. Chỉ tôi cách ăn nó làm sao. Còn nếu người mà thông minh chút thì để cho người ta ăn trước. Mình cứ ngồi đó họ hỏi sao không ăn đi. Thì tôi không biết ăn. Anh ăn trước tôi nhìn ăn để tôi ăn theo. Người vậy mới là người được người ta thương yêu. Chứ đừng có xào xạo nhào vô tưởng đó mình hay lắm. Cái đó là quê đó quý vị. Cái đó mới là quê mùa đó. Còn cái người mà biết hỏi, không biết thì nói không biết. Người đó mới là không quê mùa. Người đó mới là người đặc biệt, đúng không? Đó, nên cái lối sống quý vị thấy trong cuộc đời dễ không? Chỉ có cái hạ cái ngã thôi, là quý vị sống đặc biệt chứ có gì đâu. Hạ cái ngã thôi. Hiểu không? Chỉ cần hạ cái ngã thôi. Hạ cái ngã đi sẽ an lạc liền à. Cái gì không biết hỏi. Cứ hỏi đi, có sao đâu. Đừng có làm tài hay. Mình đi ra đường mình vừa lạc đường cái hỏi. Chứ mình lạc xa sao? Hao xa. Đúng không? Hỏi. Nên từ nơi đó mình hiểu nguyên lý sống thì thấy đặc biệt chưa? Quá đặc biệt. Quá đặc biệt. Thấy không? Cái người mà được người ta thương yêu nhiều cái cách để làm người ta thương lắm. Mình thấy người ta nghèo quá, người ta dẫn mình đi ăn uống. Mình vô quán, mình chọn mấy món đơn giản ăn, kêu trà đá uống. Nói ủa sao không kêu đồ ngon ngon đi. Nói tôi uống trà đá thích, tôi quen rồi, mấy cái món này tôi thích hơn. Thấy người ta khó khăn ăn đơn giản cho người ta trả tiền nhẹ, hiểu không? Còn thấy người ta quá giàu mà người ta keo, mà người ta đãi mình quá giàu mà nó keo, hiểu không? Nó quá giàu mà nó keo, mà nó đãi mình ăn thì mình kêu nguyên mâm cho đầy cho mày biết. Nó giàu nó keo mà, cho mày biết. Mình ăn không hết, mình bỏ vô bọc mình xách về cho người trong nhà ăn chứ sao, hiểu không? Ví dụ như mình lỡ nhà hàng quán ăn mình ăn không hết đi, mình nói mấy em phục vụ là anh nhờ này cái này. Bây giờ em bỏ lấy cái bọc nha, em gấp tất cả món đồ ăn này vô bọc riêng giùm cho anh hết nha, riêng riêng bỏ vô giùm cho anh. Thật sự mà nói thì ăn không hết phải đem về chứ không có gì ngại hết, chứ để bỏ mất công lắm. Rồi xong phục vụ người ta gấp vô bọc đâu rồi đó hết trơn nha, đàng hoàng hết nha, được rồi. Bắt đầu là khi tính tiền xong ha, gỡ người ta một chút cà phê pháo, tại vì nhờ em mà lịch sự chứ. Nó, đây là không phải keo mà đây là cái sống đúng cách. Chứ ông có bỏ phí bậy bạ mình đi ăn xong mình về nhà là nhà hưởng sái. Hiểu không? Mình là ông chủ cũng vậy. Mình đi ăn xong mình đều đem đồ ăn về. Nhân viên mình, đây nhân viên là đây, mấy em là đây là đây, nè lấy đồ ăn này chảy ra ăn đi. Anh đi ăn xong rồi đem về cho các em đó. Trời ơi, cái tình cảm đó giữa mình chủ và nhân viên nó gần gũi cỡ nào. Chứ mình đừng có ra vẻ ăn xong rồi đem về quê lắm. Bỏ, kêu nguyên mâm đầy, gấp mấy đũa bỏ. Mình làm gì tổn phước đức. Quá tổn phước đức, mình đem về.
Nhưng mà khi nhờ người ta làm xong mình bo cho người ta chút đỉnh thì người ta không có cười chê mình gì, người ta còn khen mình, hiểu chưa? Lối sống đặc biệt mà đó, nên từ nơi đó mỗi nơi mỗi chỗ áp dụng để giữ phước đức của mình. Con người mình sống nó vậy nó hay dữ lắm quý vị, tuyệt vời dữ lắm. Nó còn mình đi vô chùa, vô chùa thì đồ ăn cho về ăn nấy à, chùa mà của Tam Bảo mà, của thập phương bát tính, chứ chuối đen thui cũng ăn à. Dù mình vô chùa đi, cái trái chuối đen thui đi, những đức nói vị nghe, vị có cương vị nghe, vị người ta đãi vị trái chuối đen thui nghe, nó hư vì lột ra, vì nhìn nhìn cái chỗ nào hư cắt cắt, còn chỗ nào còn ăn, người ta nhìn quý vị người ta nói công nhận người này đặc biệt, hiểu không? Đó, còn mình đi đâu á, lúc nào trong túi bỏ vài cục kẹo đi chi, mình biết cái vùng đó mình đi đến nó sẽ có nít, tự nhiên nít nó mình gặp nít nè, con cho con cục kẹo. Tự nhiên mình đi đến đâu nhân viên mình đặc biệt, một cục kẹo thôi nó nghe độ nó đó. Cái đó là cái lối sống của ai à? Bác Hồ. Trời ơi, tại sao con nít nó phái tôi đi đâu cũng đem đồ ăn cho nó ăn chứ á, đi đâu cũng biết đem đồ ăn theo chứ á. Mỗi lần mà đi qua bảo tháp là chuẩn bị đem bánh qua, là ghé vô cái nít nó chạy vù 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 ra, bấm cửa xe lên nè, nước ngọt này con, bánh này con đem vô ăn đi, thấy chưa? Vậy thì nó nghe lời, thấy không? Đó là những điều những đức làm á, những đức chia sẻ cho quý vị nghe đó, để vì áp dụng trong cái cuộc đời này. Khi mình niệm Phật mà mình muốn giảng sanh cực lạc, mà lòng tin mình mà không kiên định sao giảng sanh. Kiên là kiên cố, niệm ngay câu Phật hiệu, chữ định là mình nhìn thấu được pháp môn tịnh độ này đặc biệt, mình không bao giờ mà dao động tâm. Vậy thì từ khi mà mình gặp pháp môn tịnh độ thì mình niệm cả đời mình không bao giờ mà mình thối tâm, càng niệm thì càng thích. Thì giống như nguyện thứ 18 là chí tâm tín ưa. Nếu cả đời mà gầy dựng vậy thì chúng ta niệm Phật là giảng sanh hết trơn, chắc chắn luôn. Nhiều người niệm Phật của chúng ta là do vì niệm Phật vô vị, niệm Phật không có hương vị, rồi nghe người ta nói này nói kia nói nọ, rồi viết rồi chát, rồi bỏ cuộc. Người tu tịnh độ bỏ cuộc nhiều là do gì? Niệm viết là thấy vô vị, chát. Người ta nói niệm vậy chưa đủ đâu, ông hay bà tu vậy thấy rõ ràng không? Thấy tu mà nó đâu có phải an lạc vui gì đâu mà đi niệm hoài chi. Ta nói tới nói lui, ta nói viết cái mình thấy nó đúng, đúng rồi cái mình thêm. Ban đầu mình thêm cái mình tu vài bữa cái thấy nó an lạc, cái vài bữa mình thấy sao nó cũng nặng nề nữa, cái mình nghe nói bà thêm cái này chứ nó còn thêm nữa, nó bắt đầu mình thêm nữa, à, thêm nữa cái từ từ cái vài bữa nói bà phải thêm sám hối cái này nè, nó tiêu cái nghiệp rồi bà tu bà mới an lạc, bà thấy không? Bà tu mà thấy cái tâm bà nó nặng nề, bà thấy chưa? Nghiệp bà nặng, bà chưa tiêu cái nghiệp sao bà niệm Phật, bắt đầu mình thêm tiếp tục, mình thêm viết rồi mình thấy sao nó cũng không được luôn, và cuối cùng mình chỉ có một con đường là nghỉ tu. Nó đi từ từ dẫn mình nghỉ tu, nghĩa là mình gặp tịnh độ là mình gặp cái pháp có thể một đời giải thoát đó, nhưng mà cái nghiệp duyên nó dẫn dắt mình để mình bỏ đời này giải thoát. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế ngài nói một câu: nếu đời này bạn không giảng sanh thì bạn đọa địa ngục. Ngài nói một câu thúc đẩy mình phải cố gắng niệm Phật, đời này bạn không giảng sanh thì đọa địa ngục. Mà bây giờ cái việc mà niệm Phật giảng sanh chỉ có nương vào bổn nguyện của Phật để cầu Phật rước thôi, chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ bản thân mình đường nào mình đi về tới cực lạc đây, chỉ có cái là mình niệm danh hiệu Ngài mà cầu Ngài đến rước thôi. Cái lòng tin này phải kiên định, mà phải kiên định dữ lắm, không có dao động chút nào, không nghi chút nào. Gặp sự cố gì cũng phải niệm Phật, trở ngại gì cũng phải niệm Phật, nó quá chớ ha. Các vị biết rằng khi mà mình đói quá mà mình được ăn nó ngon thì cái đói đó giống như là cái bị trở ngại, mà trở ngại mà vượt qua được nó mới thành kiên định. Cái kiên định của con người tu là do trở ngại,
do gặp sự cố mà mình vẫn vượt qua được. Giống như mình chạy xe mà mình chạy qua một cái góc cao thì nó phải sừng sững cái xe, nhưng mà cái xe mình nó vẫn qua được góc cao thì nó đi xuống dốc thì nó nhẹ nhàng. Nếu không qua góc cao sao mình biết cái xe mình nó có mạnh hay không? Nên con người có sức kiên định hay không là do khi gặp sự cố trong cuộc đời mới biết được. Phải nhớ. Nên mình theo một người nào vậy, mình thấy họ có kiên quyết hay không là do ngay con đường tu của họ. Và sự kiên định về niệm Phật của họ có kiên định hay không là cái họ tu đó, họ không thay đổi gì hết chứ. Hồi xưa những biết một cái vị này, mỗi lần mà ông đi đâu ông về là tức khắc ông sẽ thay đổi pháp tu. Hồi xưa mà thôi mình còn cư sĩ thôi, mình nói ủa sao ngộ vậy ta, mỗi lần đi về cái là thay đổi cách tu, thay đổi được 3-4 ngày, hoặc là ngày chủ nhật bắt đầu là có cách tu này hay lắm, sẽ hướng dẫn cái quý vị, xong cái tu tới trưa cái thôi họ thấy không được rồi, thôi nghỉ đi trở lại bình thường, cực quá. Rồi bắt đầu đi một chuyến cái lâu lâu về cái thôi đi kinh hành, bữa nay chủ nhật đi kinh hành cả ngày đi nè, tại đi đến nơi khác kinh hành cái là về lại làm kinh hành cả ngày đi vậy đó. Rồi xong nó mấy bà già bà than quá không được rồi thôi bỏ. Đó gọi là không kiên định một môn, không kiên định được một môn, thay đổi suốt luôn đó. Cứ thấy rằng là mình phải tìm cách làm sao cho mau nhất, bậy. Cứ chọn mục tiêu mà làm hoài đi nó sẽ mau à. Nhớ. Giống như bây giờ từ đây mình ra ngoài đường mình cứ đi đi, nó tới ngoài đường cái gì đâu, mình đi hoài nó tới thôi. Còn bây giờ mình đi sao mình ngừng lại, mình nói lâu quá, tìm cách nào đi cho nó mau. Thì người ta đi tới thì tới mất tiêu rồi, mình đứng lại, thấy chưa? Nên con đường này nhà Đức niệm Phật, Đức thấy rõ ràng. Mười mấy năm nay nhà Đức có niệm Phật hoài luôn. Có người đến rồi có người đi, rồi quay lại cũng thấy y gan. Đến rồi đi rồi quay lại cũng thấy y gan, làm hoài cứ như vậy. Đó gọi là niệm Phật giảng sanh thì lòng tin phải kiên định. Nào. Các vị nhớ là mình tu mà mình kiên định được một pháp tu mà tính nguyện kiên cố thì cái việc gì bị làm thì cũng sẽ thành công. Nó sẽ vượt qua chứ. Mà cái chữ định là trí tuệ. Nên khi gặp sự cố gì nó tính mau. Gặp sự cố gì tính rất là mau, tính mau hơn người bình thường. Tại vì con người mình chuyên nên cái gì mình nghĩ nó cũng mau. Chuyên thì nó không có tạp. Mà giống như tạp là nhiều, tạp thì nhiều thì nặng. Ví dụ như một lúc mới bị giác nhiều thì nặng, nhưng mà giác con thứ một thì khỏe. Hiểu không? Đó. Nên mình chuyên á, là mình biết cái nhẹ để mà mình áp dụng cho cái sức của mình. Còn mình tạp là mình đang áp lực cái sức của mình. Khi mình áp lực cái sức của mình thì mệt mỏi lắm. Con người mình sẽ đi chậm lại. Nên con người mà chuyên là nó nhanh lắm. Tu cái môn nào gì chuyên là sẽ đạt tới trình độ cao. Tu thiền, mật tông hay bất cứ môn nào, môn học nào mà chuyên là bạn sẽ đi đến cái chỗ đặc biệt dữ lắm. Nên mỗi người phải chuyên tu. Nó có nghĩa là quý vị gặp những đức là quý vị sẽ có một phương hướng rõ ràng. Cái cô này có gặp những đức, cô nói dạ thưa thầy, hồi đó giờ con nghe pháp rất nhiều người con biết dữ lắm. Những đức nói nghe vụ này ớn lắm. Nghe ai mà nói biết nhiều biết dữ lắm là ớn. Tại cái pháp môn tịnh độ này á, ví dụ như là tổ sư thứ 9 của Tịnh Độ Tông là Ngài Ngẫu Ích. Ngài cũng biết nhiều, nhiều dữ lắm, thông tông thông giác. Và tổ sư thứ 8 là Đại sư Liên Trì cũng biết, thông tông thông giác. Đi cầu học khắp nơi nơi. Cuối cùng các ngài nói ngài không biết gì chứ, niệm Phật không à. Mà đạt tới trình độ đó là trình độ thông pháp quý vị. Thông pháp quay là đầu là niệm Phật. Rồi á, những đức nghe một vị đại lão hòa thượng Thích Minh Thông tuyên lực sư, nghe nói một câu: bây giờ tôi không biết cái gì nữa, không lẽ hỏi tôi về kinh giáo lẽ tôi không trả lời, nghĩa là không muốn biết cái gì, muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc à. Đó, Phật học giả
Có nghĩa là họ có khả năng học thông rồi biết được tịnh độ thù thắng. Còn Ấn Tổ thì nhập thất hơn 30 năm diệt đại tạng kinh. Mà Ấn Tổ nghe, ngày diệt đại tạng kinh xong ngày chỉnh sửa luôn đó quý vị. Khả năng của ngài là chỉnh sửa lại những công đoạn mà người ta phiên dịch không đúng luôn á. Ghê chưa? Khả năng giỏi đến mức vậy đó. Mà diệt đại tạng kinh hơn 30 năm xong ngài bước ra liêu thắt. Ngài để lên một câu là cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Còn gì nữa giờ? Đó là những bậc học giả nha. Lý luận về những bậc học giả thế vị để họ quy hướng niệm Phật đó. Còn Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ, niệm một câu Phật hiệu, niệm 92 năm thành tựu là để là toàn thân xá lợi là bằng chứng. Pháp sư Hải Khánh là Cà Lâm. Cà Lâm là thí dụ như Đà Phật. Cà Lâm á, nói chuyện với mình là cái Cà Lâm. Người trong chùa xem thường, coi ngài khù khờ, giao cho ngài cái việc đi hút phân đổ nước tiểu. Tất cả việc cực khổ trong chùa bắt ngài phải làm. Khi đi làm về trễ, bữa nào chừa đồ ăn cho ăn thì có ăn, còn không chừa thì nhịn đói. Bữa nào để đồ ăn thừa thì ăn đồ ăn thừa. Nghĩa là sống kham khổ, cực khổ niệm Phật. Nhưng mà khi những đức đọc đến lịch sử của ngài, đúng là tin sâu nhân quả đầu tiên. Khi đi gánh nước đồ này kia đó, chó bay ra cắn, người ta đòi quýnh con chó. Ngài nói thôi khỏi, tôi từng cắn nó, giờ nó cắn tôi. Đơn giản thôi, thì thấy chưa? Đơn giản vô cùng, nhưng mà không có đơn giản đâu nghe. Rồi ở đầu là đang đi ngoài đường, ta chạy xe đạp đụng cái bịch, văng vô cái lề bạch. Đụng cái bịch, văng cái bạch. Rồi xong người ta tức quá, đụng rồi mà tức, lỡ chữ ngài. Người ta thấy cái gì người ta lỡ, người ta tính can thiệp. Ngài nói thôi khỏi, đừng có quýt nó làm chi. Tôi từng đụng nó, giờ nó đụng lên tôi, nghiệp chướng tôi nặng nề. Để tôi trả cái món nợ đi, tôi về cực lạc. Nghe là đụng cái gì là trả cái đấy. Cuộc đời sống tu hành ít ai xem trọng, đa phần xem thường ngài. Khù khờ nói chuyện cả lắm, nên ta xem thường, nghĩ ngu si. Vậy mà cuối cùng giảng sanh biết ngày giờ, để là toàn thân xá lợi. Sau này người ta mới lấy vàng, ta lép vàng lên trên cái thân xá lợi của ngài, để bàn thờ. Mỗi ngày người ta lễ lại. Lúc còn sống thì mọi người xem thường, chết rồi thì coi như là Bồ Tát, lưu danh cho hậu thế. Đó, những tấm gương thì thấy đặc biệt chưa? Đó là những đức kể những cái việc những bậc học giả, rồi tới những người dốt nát nè, để thành tựu con đường giảng sanh. Tại vì tam căn phổ độ phàm thánh tây thấu. Đó, hai vị thấy chưa? Rồi Hòa Thượng Hải Hiền ngày kể gì, lão Đức Hòa Thượng cũng khu khờ, nói là đi tiểu không biết trách người. Mình mong mình vậy không mới làm được không? Trời, Phật tử đến chùa đâu vì vậy mà Đức đi tiểu. Ông chánh là Phật tử chạy gì hết chứ, đâu thầy khùng. Thầy qua chợ quá, chào qua chợ. Đi tiểu không biết chánh Phật tử. Nghe thấy ghê không? Kinh khủng, thì cái việc làm này không có đơn giản quý vị. Bồ Tát mà thể hiện cái việc làm này đúng là không phải dễ làm. Nên á, thờ của ngài Lý Bỉnh Nam nói một câu, học khờ khó lắm. Từ khi là người đất thật, chứ ngoài ra đã hiểu biết rồi mà kêu học khờ lại, không giống người ta đâu. Thầy Lý Bỉnh Nam nói câu vậy đó, biết học khờ niệm Phật thành tựu thôi, thành tựu thù thắng. Đi tiểu mà không biết chánh người thì nghĩ sao? Đó, còn đi người ta chỉ lại đóng phân bò đi. Hỏi đóng phân bò có Phật không? Có Phật, lại. Phân bò có Phật thì lại, cái gì đâu. Chắc chắn là người thờ đó người ta nghĩ là khùng điên cái gì. Ba chợ, lại Phật. Khờ đến mức mà bây giờ người ta đứng, người ta kêu để cái tay lên cái cây. Rồi xong người ta để sợi dây lên cái tay, ta nói là buộc vô cái cây rồi đó. Mà đâu có buộc, cái sợi dây để lên cái tay thôi. Đứng nó đi, rồi đứng đó, cái niệm Phật rồi khóc. Mọi người nói, ủa sao ngài đứng đây khóc, là nó buộc tôi vô cái cây.
Nó buộc đâu là nè sợi dây nè. Trời ơi sợi dây để lên cái tay thôi, kéo sợi dây ra thì đi thôi. À, vậy đó quý vị, vậy đó mà ngày niệm Phật, ngày siêng niệm Phật, cứ niệm Phật suốt vậy đó. Khi cuối cuộc đời của ngài, ngài cứ hỏi cái ngày đó, ngày đó, ngày đó, hỏi hoài. Chừng nào tới ngày đó báo tôi biết nghe. Thì người trong chùa nó sao mà hỏi cái ngày đó hoài chi. À, này bữa nay tới ngày đó đó, ngày tới ngày đó hả? À được. Ngài đi tắm đồ đàng hoàng, bận áo chàng đồ vô. Xong rồi ngồi niệm Phật rồi ngồi ra đi. Kinh không? Rồi bắt đầu là đâu một năm hay gì đi, người ta ở cái xứ đó thấy ngài bên kia, ta làm ăn xa, ta qua bên xứ đó, ta gặp ngài bên, ta nói tạo lão đức, sao qua đây làm chi, thôi đi theo tôi về. Nó không, đi về trước đi, duyên ở đâu thì ở đó. Về rồi bắt đầu là mới nghe tin là ngài mất cả năm giờ. Vậy thấy không, Bồ Tát thì hiện vị đó, nó đơn giản bình dị, thành tựu thù thắng quá môn tịnh độ. Rồi mẹ Hòa Thượng Hải Hiền cũng không biết chữ, cả đời niệm Phật hai mươi mấy năm, ăn chay trường niệm Phật cứ vậy đó. Khi bà giảng sanh là bà xin đi về quê nhà, về bắt đầu nấu ăn mời con cháu rồi tập trung lại trên, bắt đầu bà ăn uống xong bà ngồi bà đi giảng sanh. Vậy mà độ cho mẹ Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia niệm Phật. Thấy chưa, mấy vị thấy cái pháp môn tịnh độ cái này là những bằng chứng sống động đặc biệt luôn, thấy không? Nó giống như Hòa Thượng Không Ngày Thường kể câu chuyện mà bà lão mà biết Phật pháp mà tối ngày đi lễ lại khắp nơi. Cái này cái bệnh này nhiều người lắm dính lắm nè, biết Phật pháp mà đi lễ lại khắp nơi, đi đâu cũng lại, đi đâu cũng cầu. Thì có thằng con trai nó có vợ, nó có vợ bắt đầu là đứa con dâu mà biết niệm Phật, nói mẹ từ hôm nay khỏi cần đi lễ lại đâu, đi con ở nhà thỉnh bộ tam thánh về để nhà cho mẹ lễ Phật A Di Đà, từ hôm nay mẹ cứ lễ A Di Đà Phật không là được rồi, khỏi cần đi đâu vòng vo. Bà mẹ chồng này có thiện căn đặc biệt, nghe lời đứa con dâu, bà ở nhà bà cứ lễ A Di Đà Phật. Con trai con dâu cháu đều ngoan ngoãn. Một ngày nọ buổi sáng bà nói các con cháu cứ ăn cơm trước đi để mẹ đi tắm. Con ngoan ngoãn chờ mẹ ra ăn cơm, chờ lâu quá không thấy, vô coi mẹ thì sao, tắm xong rồi không thấy mẹ, xong bước vô cái phòng thờ nhìn thấy mẹ đứng, kêu mẹ, mẹ im ru, lỡ gần coi bà đi. Tang phục của con trai con dâu cháu chắc bà làm sẵn hết, ghi tên luôn, bố trí đâu vào đó hết luôn, đứng niệm Phật giảng sanh. Đơn giản bình dị không biết gì, chỉ có một câu Phật hiệu thù thắng gì. Còn đệ tử pháp sư Đế Nhàn, ông thợ giá nồi, vì biết cái nghề giá nồi dưới quê ngày xưa khổ cực, nó giống như nồi thao bể rồi đi giá lại, làm nghề đó cực lắm. Mà lúc còn nhỏ là ông với pháp sư Đế Nhàn là bậc cao tăng, là bạn bè. Sau này ông làm nghề này cực khổ, ông nghĩ bạn của mình đi xuất gia bây giờ là bậc cao tăng, sống những ngày tháng tự tại an vui trong đạo. Ông nghĩ cái nghề mình cực khổ quá, ông cũng muốn đi xuất gia, là năm đó bốn mấy tuổi. Mà ông không biết chữ, mà thờ đó trong chùa chiền người ta phải thuộc công phu sáng tối. Còn ông không biết chữ, ở trong chùa bắt tiền. Ông xin xuất gia thì pháp sư Đế Nhàn cũng lưỡng lự, nghĩ ngày xưa mình với ông là bạn bè mà giờ ông xuất gia rồi dạy ông có nghe không. Mà ông quá cứ là muốn xuất gia, ông quyết tâm xuất gia. Thì pháp sư Đế Nhàn nói tôi với ông là bạn bè, bây giờ nếu tôi xuất gia cho ông, tôi dạy ông phải nghe thì tôi xuất gia cho. Nói, tôi đã bái ông làm thầy rồi, dù bạn bè là bạn bè, nhưng bái ông làm thầy là thầy à, là tôi kính trọng ông đó. Ông xuất gia tôi đi, ông dạy sao, ông sắp xếp sao tôi nghe gì. Xuất gia cho ông xong khỏi đắp y áo gì chứ, là xuất gia thôi. Rồi xong đưa ông lại cái miếu nhỏ cho ông ở riêng, rồi nhờ một vị hộ pháp bà cụ già nấu ăn mỗi ngày, một ngày ông ăn hai lần à, rồi nấu ăn cho ông ăn. Ông cứ ở đó ông niệm Phật, pháp sư Đế Nhàn dạy ông đúng một điều là cứ niệm Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm suốt, cứ niệm Phật. Rồi lúc nào ăn thì thôi, ăn xong niệm Phật. Rồi lúc ngủ thì thôi, ngủ xong thức dậy niệm Phật. Cứ làm hoài vậy, cứ làm vậy đi. Rồi cái nguyện cầu sanh cực lạc nhiêu thôi. Cái bà lão này bà nấu cơm cho ổng ăn, thì cứ ông cứ niệm Phật hoài vậy đó. Một ngày nọ ông nói ngày mai bà khỏi nấu, tôi có công chuyện. Thì bắt đầu là ông đi chào rất nhiều người quen. Rồi tiếp tục ông về, ông nói bà lão ngày mai bà cũng khỏi cần nấu luôn,
Lão nói, ủa thầy bao nhiêu năm nay mà không có đi đâu hết trơn, mà bây giờ sao đi hoài ta, để ngày mai mà lại coi thử. Thì lợ thấy cái miếu mở cửa chàng quạt, cái bước vô coi thử thì thấy ông Đức đứng đó, xong rồi lợ kêu ổng im ru, coi ổng mắc hừ đứng giảng sanh không biết chữ gì hết, chỉ niệm một câu Phật hiệu. Khi bị biết rằng là thành tựu của đường giảng sanh gì, thì bà lão có báo cho những người đệ tử mà cư sĩ của pháp sư Đế Nhàn là bây giờ thầy em đi em đứng gì. Và mấy người này cấp tốc đi bộ, thời đó không có xe cộ, đi bộ bạn đi bạn về là ba ngày ba đêm đi bộ. Thỉnh pháp sư Đế Nhàn đến, đi một ngày rưỡi về ngày rưỡi. Thì pháp sư Đế Nhàn bước vô một cái tán thán ông: phương trưởng chủ trì giảng kinh thuyết pháp không bằng ông, sự thành tựu của ông quá thù thắng. Nào, và nghe qua những câu chuyện gì, quý vị thấy rằng từ những bậc học giả buông xuống vạn viên niệm Phật, từ những người dốt nát không biết gì, một câu Phật hiệu thành tựu rất là lớn. Sự thành tựu này hoàn toàn rất bình đẳng, chỉ cần chân thật nương vào bổ nguyện niệm Phật, đừng có một chút gì nghi ngờ, lòng tin kiên định đối với câu Phật hiệu thì thành tựu cực kỳ lớn. Ở chùa chúng ta như bé Liên Tịnh 11 tuổi đi vô chùa, cái bụng trình bình, những đức nói cái thân này, mang thân này là khổ con. Mình nói cho bé nhỏ nó nghe, nó hiểu, hiểu hiểu rồi thôi. Mang thân này là khổ. Bây giờ con thấy con khổ không? Khổ. Bây giờ con muốn hết khổ? Dạ muốn. Niệm Phật vì cực lạc hết khổ, con nhớ. Bây giờ con nghe lời những đức, con cứ niệm Phật đi, cầu sanh cực lạc. Con sợ chết không? Dạ không. Con muốn uống thuốc không? Dạ không. Con muốn gặp bác sĩ không? Không luôn. Vậy con muốn niệm Phật sanh cực lạc không? Dạ muốn. Cứ như vậy niệm Phật 6 tháng một tuần lễ. Cái ngày cháu ra đi là cháu nói với mẹ mời thầy Đức vô, xong ngồi nói chuyện với cháu này kia được. Cháu nói với Đức rõ ràng: thầy tặng con chiếc lắc A Di Đà Phật. Khi con mắt con giảng sanh xong á, là con để lại cái bằng chứng chiếc lắc đó là đi thiêu, không bao giờ đâu, không bao giờ cháy. Chiếc lắc A Di Đà Phật nó không cháy. Rồi khi con về cực lạc, con sẽ thường nguyện trở lại để phụ thầy nuôi người già. Ghê không? Nói chuyện xong niệm Phật đồ này kia, thì biết rằng niệm câu Phật hiệu đến cuối cùng nhẹ nhàng ra đi. Hộ niệm 24 tiếng xong, sắc diện càng đẹp hơn lúc còn sống, đẹp vô cùng. Đưa đi thiêu, đúng rõ ràng chiếc lắc bạc mà trong cái lửa cháy gì, cái lửa nhiệt độ của lửa cao gì mà chiếc lắc A Di Đà Phật không cháy. Nói gì đến câu rằng thầy giảng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, nên cái chiếc lắc này là bằng chứng một câu Phật hiệu thành tựu. Tôi thấy rằng là đặc biệt, không biết gì chứ biết một câu Phật hiệu niệm mà thành tựu vậy đó. Rõ ràng nguyện thứ 18 phải tin. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thì nói nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời nguyện, trung tâm của 48 lời đại nguyện. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm ta là A Di Đà Phật, sẽ tiếp dẫn chúng sanh nó về Tây Phương Cực Lạc. Ngoại trừ những người không niệm Phật, trừ những người không niệm Phật, nên mới nói rằng là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Quý vị mỗi ngày niệm Phật là quang minh đang bao trùm quý vị đó. Đeo máy niệm Phật là quang minh cũng đang bao trùm mình đó. Nên đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật, đi đâu cũng thường niệm Phật. Còn khi mà mình nghe pháp mà mình buồn ngủ đó, là mình làm sao? Nó làm cho mình đỡ buồn ngủ. Nó làm đỡ buồn ngủ mình còn niệm Phật được nữa, hiểu không? Nó thì thấy một câu Phật hiệu mà giải quyết vấn đề khổ đau của vô lượng kiếp. Con người ta cứ nghĩ rằng trong cái cõi đời này đang sống bình thường gì, niệm Phật cầu sanh cực lạc làm gì? Già hãy niệm Phật cầu sanh cực lạc, bậy. Còn trẻ mà niệm Phật cái phước báo nó lớn. Như những đức ngoài đời ngày xưa cũng nghĩ vậy, nó có cái giống ôn gì? Không có được cái giống gì luôn. Nghèo sơ nghèo sát, không có cái nhà ở chứ đừng nói gì có rác trong nhà. Nghĩ đi. Đó. Bây giờ mình niệm Phật, mình làm cư sĩ ngoài đời, dù là còn trẻ mình cứ niệm Phật đi, nó có trở ngại gì đâu. Cứ làm ăn, cứ làm việc bình thường, nhưng mà niệm Phật nó nhắc nhở mình không có làm sai.
mình không làm bậy làm bạ. Rồi mình còn biết mình là mình niệm Phật nên mình phải hiếu với cha mẹ mình, thấy cái đạo đức đó nó tốt quá trời, sao mình không niệm Phật? Mà mình niệm Phật từ còn trẻ cho tới già luôn thì con người mình nó sẽ đặc biệt cái lắm, thông minh, trí tuệ, vui vẻ, an lạc, có điểm nương tựa đặc biệt. Còn cái con gái mà còn trẻ mà biết ăn chay niệm Phật, nó tránh được cái nghiệp phá thai. Tại vì nó ăn chay nên nó ngừng ngừng sát, niệm Phật sanh trí tuệ, công đức nhân duyên niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Nhiều con người đi tạo phước duyên khắp nơi nơi mà quên câu Phật hiệu này là mỗi ngày tu phước tu duyên thù thắng. Nó nên mỗi lần mà nghe tới cái là ai vậy đó Phật, 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 niệm liền. Trời ơi, trong chùa mình á, đông người gì mà làm gì chỉ niệm Phật không chứ gì. Quý vị coi cái ngày lễ Vía Quan Âm Bồ Tát, cái buổi giảng ở nhà văn hóa, rồi cái buổi lại Quan Âm ở bên đây, quý vị coi đi, con người này làm cái gì mà tập trung con người đông gì, cái pháp hội gì đâu mà nhìn thấy hoành tráng thấy ghê, kinh khủng không? Coi phải tính tâm với tịnh độ á, mà rõ ràng xác thực 100%. Phải chi những đức từ đó tới giờ mà những đức đi đầu này đầu kia học tập, đi nước ngoài, nước cơm, nước Campuchia gì đi, thì còn nói ông thầy này ông đi nhiều nước, bây giờ ông học được nhiều, bây giờ ông có hề giỏi gì. Hồi xưa giờ tôi có đi đâu đâu, từ khi tôi biết tịnh độ tới giờ tôi có đi đâu đâu, mà đi đâu bây giờ dốt nát mà đi đâu, đi qua nước ngoài gặp ta su bơ xe không biết nói cái gì. Từ nơi đó mình biết thân phận mình ở yên, mình đi vọng phước cho rồi, mình đâu có ngờ gì đâu, không ngờ luôn đó. Nên từ nó có cái vị đó phải nói một câu gì nè, hồi đó chú là chú Hiền đen thui ấm như ấm nhách hô không. Mỗi ngày lo cho chú, tôi không ngờ bây giờ mà chú làm cái việc đại sự nghe chợ. Ông nói vậy đó. Nhưng Đức nói cái làm cái chuyện đại sự này là biết từ đâu không? Từ niệm Phật mà ra, từ niệm Phật mà làm được chứ làm gì. Câu Phật hiệu này thù thắng gì sao niệm. Ôi ơi, một mình lo không xong, Tết năm nào cũng làm tới Tết mà toàn mượn nợ Tết không. Bây giờ mà lo được bao nhiêu con người là từ đâu niệm Phật, mà nhiều người thương nghe. Từ cái niệm Phật bây giờ được nhiều người thương, ngộ ghê lạ không. Nên ví dụ như bé gái này thiếu duyên niệm Phật với nó có duyên, thằng trai này thiếu duyên niệm Phật với có duyên, thiếu phước niệm Phật với có phước, đây là rõ ràng rồi còn gì. Chứ những đứa có học qua trường lớp giảng sư gì đâu, nên những đứa có nói những đứa là giảng cư. Giảng cư là ở nơi lo niệm Phật rồi đem ống môn tịnh độ giới thiệu là giảng cư đó. Nên cái câu của nó là con nghe rất nhiều người giảng mà con lại không có phương pháp tu, có nghĩa là con nghe cũng rất là hay nhưng mà con lại không có phương pháp tu. Trong cái mùa dịch đó, xong dịch đó, có nhiều người gặp Nhân Đức nói rõ ràng thầy nói đúng, lúc bình thường nghe giảng quá trời luôn, nhưng khi đụng chặn dịch bệnh là chịu thua bó tay. Vì sao? Không áp dụng được phương pháp, không áp dụng được luôn, mà mùa dịch không giảng luôn, mà ông giảng cư giảng nghe không, giảng cư tiếp tục giảng, bệnh đau chơi luôn, lên nói chuyện yếu nói luôn, nói với mạnh luôn đó, thấy chưa. Nên qua cái mùa dịch thì nhiều người nói công nhận thì nhờ cái mùa dịch nghe thầy động viên ở nhà niệm Phật. Có một cái chú trẻ trẻ, hai vợ chồng, con vợ mà đi vô chùa mà cũng trang điểm cái môi đỏ chói à. Chú đó hồi ổng nghe những đức giảng, ổng ở nhà hồi xưa ổng bị dịch, cái mùa dịch ổng quyết tâm luôn, vợ ổng cũng nghe mình giảng luôn, quyết tâm nuôi chồng luôn, cỡ nào cỡ. Nhưng lạ ghê không, vợ không có cái nghiệp đó, nuôi chồng mà không bị dính dịch, nuôi chồng luôn không dính dịch. Còn người chồng nói bây giờ anh chỉ có một con đường là cầu sanh cực lạc thôi, tuyệt đối nếu gia đình thương anh thì cho anh một cái phòng riêng biệt gì đi, rồi em nuôi không nuôi thôi, anh cứ nằm đó niệm Phật, rồi cháo lao gì đưa vô để đại, anh muốn dùng anh dùng miếng, rồi anh chỉ cầu sanh cực lạc thôi. Cuối cùng niệm Phật không uống một cái gì nhưng khỏe re. Nhưng nằm bệnh mà buổi nào giảng ở chùa mình, lúc mà những đứa ngồi mình giảng là đều coi hết, gây dựng cái tính tâm mạnh thấy ghê,
gặp những đứa qua mùa dịch gặp nó, con nhờ thầy mà con thoát chết, nhờ mỗi ngày động viên niệm Phật hết thoát chết luôn đó. Nó rõ ràng những đứa cũng vậy luôn, những đứa cũng bị gà dịch gà, hiểu chưa, nặng hơn người ta nữa. Người ta dịch nhẹ còn tôi con thêm con gà, nó nặng hơn người ta bình thường. Ôi ô nặng thấy ghê, nó xanh lè xanh lét, mặt tái mét giống như sida, thấy ghê không? Vậy đó mà cuối cùng bình thường. Uống gì không? Uống gì đâu, niệm Phật không uống gì đâu, này là xác thực 100% luôn. Nó mà những đức lại không chích với xin nữa, riêng bản thân những đức là thí nghiệm luôn, đem ra thí nghiệm luôn. Nó nhờ không chích nên nhớ dễ. Còn mấy bà chích nhiều quá đi máy bay quên tùm lum, thấy không? Nên từ nơi đó mà thấy không, rõ ràng xác thực chưa phải tin. Bởi Ấn Tổ ngày nói câu nói mà cả đời người niệm Phật phải nhớ: người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Mà những đức cũng để cái câu đó phía sau cái máy này mà đọc không thấy đường, để chữ nhỏ xíu xíu, đọc này chắc phải gọi đèn pin nhỏ xíu sao mà đọc, hiểu không? Cái chữ đó người ta viết là quan trọng thấy ghê, tự nhiên cuối cùng in vô đọc không được. Cái đó rất quan trọng quý vị. Nên rất người nhiều người niệm Phật chúng ta mỗi ngày cầu sanh cực lạc mà bệnh cái là đi cầu bác sĩ, sai rồi. Đã là cầu sanh cực lạc mỗi ngày thì gặp bệnh cũng là cầu sanh cực lạc. Đó mới là kiên định tâm. Hiểu không? Hiểu không? Nhớ nghe. Đừng có nói mỗi ngày cầu sanh cực lạc mà bệnh cái là đi cầu cái khác. Cầu tùm lum tùm la làm chi? Một câu vật hiệu mà cầu. Đi một cây cầu mà đi. Cầu gì? Cầu A Di Đà Phật. Nên tiếp dẫn thôi. Hiểu không? Cả đời quý vị mà vậy đi quý vị, không có nặng nề nhiều thứ đâu quý vị. Tại vì cầu sanh cực lạc mà nặng nề gì? Nên trong cuộc đời của người mình tự nhiên mình thấy mình thoáng mát thoải mái nữa, nhẹ nhàng tâm trí. Nó nặng nề cái gì cũng mau qua lắm quý vị. Ô thấy chưa, nó nhẹ nhàng lắm. Bây giờ mình nghĩ tương lai mình đi về cực lạc, tay dèo dèo về cực lạc gặp nhau, cái hạnh phúc cỡ nào chưa? Cứ nghĩ vậy đi, mình nghĩ vậy thì mình quá hạnh phúc. Nghĩ vậy thì quá hạnh phúc luôn. Mình nghĩ tương lai mình về cực lạc là mình hạnh phúc dữ lắm. Thật sự mà nói ở cái cõi này nghe, những đức nói cho viện nghe nghe, không có ai mà không khổ. Còn mang cái thằng này đố ai mà không khổ đó. Không có ai mà không khổ hết chứ. Bây giờ thí dụ như bây giờ đại lão Thượng Tịnh Không ngày lớn tuổi như vậy, bây giờ ngài cũng phải thể hiện khổ vì bệnh. Mang thằng này còn mang thằng này là phải khổ. Mà nhát mình vô thường để mà mình cầu sanh cực lạc, thấy không? Bởi vì mỗi ngày nhắc hoài niệm Phật cầu sanh cực lạc, niệm Phật cầu sanh cực lạc, làm hoài vậy đó. Còn cái việc thế gian này làm phải làm, nhưng cái cầu sanh cực lạc phải mạnh. Nó chứ quý vị coi trong chùa như thế không làm việc hả? Làm muốn le lử luôn. Bữa lễ Quan Âm xong mà còn đụng bao nhiêu chuyện giải quyết, le lử luôn. Nhức đầu nhức cổ. Nhờ nhức đầu mà hôm nay mới hết nhức đầu. Nhức đầu nó mới hết nhức đầu. Chứ mà nó không có nhức đầu sao nó cảm giác được cái không nhức đầu. Nghe không? Nó có nhức đầu rồi hết nhức đầu mới cảm giác. À, phải đụng chuyện à, nên à, thà trả nợ thế gian còn hơn trả nợ tam đồ ác đạo. Nghe không? Nên mới dùng cái câu là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhưng mà muốn qua là phải niệm Phật nghe. Niệm Phật nó mới qua. Chứ không niệm Phật là nó phiền não á. Không phiền nào, không niệm Phật là nó phiền não chói buộc. Quý vị biết vì sao mà mình cầu sanh cực lạc mà mình vui không? Vì mình thoát. Mình sanh, muốn sanh cực lạc nên mình thoát cái cõi ta bà này nè. Nên tất cả những cái sự chói buộc của cõi ta bà này họ đâu có buộc được mình. Là vì mình cầu sanh cực lạc. Còn nếu như mình không cầu sanh cực lạc mà mình nặng ở cõi ta bà này thì nó chói buộc mình. Cái ta bà nó chói buộc mình nên sao mà mình không phiền não được. Nên cái người mà niệm Phật mà muốn sanh cực lạc quá là bị thoát. Thoát được sự chói buộc của cõi ta bà. Cái này là cái hạnh phúc lắm chứ không có giỡn đâu. Nên phải nhớ là
mỗi ngày công việc thì cũng phải làm, sống cuộc đời sống làm, có tiền thì phải xài, chứ có tiền không xài có tiền chi, có tiền thì phải dùng, không dùng thì tiền để làm gì, không lẽ để cho nó mục. Có tiền thì tu phước tu duyên, chứ mình có tiền mình không xài nó giết mình cũng vậy. Mà họ khổ quá, khổ quá mà mình có tiền mà mình để đó thì nó vô, nó bóp cổ mình, bóp cổ mình, nó kêu đưa tiền. Nên ví dụ như ai mà vô bóp cổ mình kêu mình đưa tiền thì mình đưa đi, chứ mình giữ cái mạng chứ, mình không đưa tiền nó giết chết queo nó cũng lấy à. Nào ví dụ như ai lại bóp cổ mình hay là làm gì nó kêu đưa tiền đấy, à con chút đỉnh nè, đâu đây nè, ngồi đợi tôi lấy, tôi mở tủ. Mình có tiền mở tủ, thấy không? Nè, tiền. Đừng giết nghe ông hai. Để tôi niệm Phật giảng sanh, để tôi giết bậy bạ kỳ dữ lắm. Lấy đi đi, tại tôi niệm Phật, tôi nói cho anh ăn trộm biết, tôi niệm Phật. Nên tôi biết tiền bạc là của ngoài thân. Nên nè, anh lấy đi. Chứ anh giết là tội nặng dữ lắm. Chứ anh giết tôi để tôi cũng niệm Phật giảng sanh thôi. Thấy không? Mà giờ thì tôi biết nhân quả hết trơn rồi, anh có lấy tôi cũng không có đi kia kiếm anh làm gì cho nó mệt. Nè, 2000. Trời ơi, cái tủ còn có 2000 kìa trời. Tủ có tiền, tủ còn có 2000 thôi. Nè, lấy 2000 xài chơi đi mua kẹo ăn. Bây giờ anh lục hết trơn đi, coi chỗ này có một cắt bạc rồi mới sợ luôn. Có nhiều lấy hết nhiều thì tôi không la tiếng, tôi lên giọng tôi đậm tôi ngủ giấc. Anh cứ lục đồ anh lấy đi, cái gì được anh lấy đại đi. Công nhận hồi xưa giờ đi ăn trộm nhiều chỗ chưa từng thấy người nào như người này, đúng không? Nó quá tự tại vì có tiền đâu mà sợ, không có tiền sợ gì. Giờ bị vô phòng như đứa con cắt nào mới sợ, nên vô đó làm gì mà công mệt thêm, hiểu không? Khi vô đó không lấy được tiền còn bị quýnh, tôi có vỏ. Nên từ nơi đó có các bạn nào đâu, nên cái phòng ở trong quà không có chứ. Nó còn dùng cái gì thì có người ta chí là xong rồi. Tự tại không? Quá tự tại, đúng không? Tự tại đó. Nên á, mình đi về chùa mà mình nghe vậy vì thấy cái tâm trạng vì cũng thoải mái nữa. Tại vì chúng ta đã biết nhau, biết tu, biết chùa thì cả đời mình cứ gì mình tu thôi. Rồi biết chùa, gần chùa gì, nếu mà may mắn mà thọ mạng đến mà ở nhà giáng sanh thì cũng được. Còn nếu ngon lành thì đi vô chùa rồi giáng sanh. Thì tôi lo đám y gan cho người trong chùa cho, đúng không? Quen mà. Vô đây người ta lo đám y gan người trong chùa thôi. Rồi người ta tập trung Phật tử để đưa đi ầm ầm cho, thấy không? Quen biết có duyên nhau rồi, rồi làm trưởng đoàn dẫn ta đi tu đồ này kia đồ là tôi tiễn đoạn chưa, hiểu không? Nó mà lợi mà cái mà nằm mà không chịu niệm Phật, nói ê vô tới đây rồi mà không niệm Phật nữa hả, mỗi ngày nhắc cái gì niệm Phật đi, lúc đó niệm liền à, thầy không la cái niệm liền chứ sao, đúng không? Cả chùa nó hộ niệm cho, mày thấy đặc biệt hạnh phúc không? Quá bình an, bình an luôn, đúng không? Đó, thấy vậy thấy cái cuộc đời này á, trong cái cõi đời này bao nhiêu người vất vả vì ba buổi cơm. Còn chúng ta có những ngày tháng gì, quý vị biết chúng ta hạnh phúc cỡ nào chưa? Còn đòi hỏi gì nữa? Quá hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng. Vô cùng hạnh phúc. Còn gì nữa? Nó lễ lọc đồ lây quay đồ lỡ tu ầm ầm. Bữa là lễ dung âm cũng 2000 lại. Cái cuộc đời làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thấy chưa? Cái pháp hội thù thắng gần 20.000 người. Quá đặc biệt. Kỳ sau này mới giữ nè. Sau này mới giữ dằn nè, chứ không có giỡn đâu nghe. 3000. 3000 là ai quyết định rồi đó. Bây giờ mình giờ mỗi một con người ha, bây giờ là đang là kích thích nè. 3000 lại kích thích dữ lắm chứ không có giỡn đâu nghe. Ai cũng muốn làm cái chuyện lớn trong cuộc đời. Chuyện này lớn nhất. Nó thử bản thân mình coi làm sao.
3.000 lại không đơn giản đâu quý vị, đúng không? 2.000 đã dữ dằn rồi, bây giờ mà 3, thêm 1.000 nữa là không giỡn đâu nghe. Nhưng mà xong rồi quý vị sẽ thấy. Thấy cái gì? Xong rồi thấy. Thấy không? Ồ, cứ ngày ngàn. Không, mà cái chiến này đúng là cái chiến mà thành mô hình. Cái chiến này nè, cái chiến lễ mới 2.000 lại đây, nhờ may mắn cái chiến này nè rồi mới thấy ra mô hình. Có cách luôn. Thấy không? Đúng là trong cái khó nó ló cái khôn. Rõ ràng quý vị, nhìn ra luôn rồi. Bây giờ quý vị coi, từ hôm nay quý vị lễ Quan Âm thoải mái nè. Tại vì sao? Vì chúng ta giảng pháp được rồi. Khi lại thì mình bắt âm thanh lên mình cùng lại. Đúng không? Đứng đó mình la chổng mông chổng họng làm gì cho nó đuối. Vậy thì mình lễ với Phật tử là quá quý rồi còn gì. Chứ đâu phải mình bắt máy cho người ta lễ cho mình đi ngủ. Mình làm vậy thì ngon lành, thêm ngàn nữa là ngon. Nó xong rồi khỏe ré. Dạ quá ầm ầm luôn. Tại vì lễ niệm bình thường không ăn thua gì đâu. 4.000 thì đứa cũng làm được, đừng nói chi 3.000. Nó thiệt á. Nghĩa là nhà Đức đi tới đâu bị cứ đi theo. Thầy chịu tu mà lo gì? Có gì đâu lo. Hiểu không? Nó nên tất cả những vị trưởng đoàn chuẩn bị 19 tháng 9 âm lịch. 19, 20, 21, 3 ngày. Còn nhớ ngày Chủ nhật là bên hộ pháp tỷ vị. Nó, tại vì nó nằm vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 vị, 3 ngày. Còn Chủ nhật là bên hộ pháp của mình, tùy duyên cộng tu giống bữa đó thì cũng được. Chứ bên hộ pháp là không có tổ chức lễ Quan Âm. Tại vì đông quá bên hộ pháp tổ chức không có được. Nó mà bây giờ cái nhà Tôn nó bắt đầu là, bữa đó những đức thỉnh ý hòa thượng rõ ràng rồi đó. Chiến này bắt đầu là làm nhà Tôn luôn nè. Làm lâm phong nhà Tôn đàng hoàng luôn á. Nó làm nhà Tôn đàng hoàng lại mà mát mẻ là dùng cái nhà Tôn bằng cách tiêu chuẩn luôn. Là bây giờ hòa thượng đang xây nhà vệ sinh. Ngay chăng sau lưng nhà Tôn nó thêm mấy dãy vệ sinh luôn. Rồi cắt thêm nhà cho nó nữa gì. Đó là bắt đầu là sau này á, cái nhà Tôn đó là ở đông dữ lắm. Ở tu chỗ đó luôn. Nó tiện khỏi đi vòng vo tam quốc. Bây giờ bắt quạt lại hết luôn. Nhìn Đức bắt quạt lại, bắt đèn lại luôn. Rồi bắt đầu là làm la phong lại. Nó nên cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là sử dụng đặc biệt. Bởi vì coi trở thành pháp hội cho vị thấy nè. Đó. Bây giờ ngay chỗ đó bây giờ là những Đức bắt đèn lại ngay chăng trước 48 kho tượng nữa không? Bắt đèn lại luôn. Đèn y ren như bên chùa mới này nè. Bắt hàng hàng vậy đó. Là bắt lên một cái là rực rỡ như một cái thành phố vậy đó. À, giỡn đâu nghe. Còn phía sau đó chán nền. Sau qua cái nhà Tôn là cái nền đá sỏi đấy vậy. Chán nền luôn. Rồi là bắt một gian đèn gọi vô nhà Tôn. Nó thấy có pháp hội nghe là mê rồi đó. Không mà mình đi đến đâu là nơi đó nó sẽ phát sáng đó quý vị, chắc chắn quý vị luôn. Mình cảm giác mình chỉ cần nghĩ tới thôi là mình thấy đúng là một cái điểm địa điểm mà rộng lớn để mà vừa ở được mà vừa tu được ngay chỗ luôn, khỏi vòng vo tam quốc nữa. Đi nhiều vòng vo xa quá. À, ngay điểm một chỗ luôn. Một là chùa mới là chùa mới, hai là bên kia luôn vậy đó. Một chỗ một rồi tổ chức luôn 3 ngày. À, 3 ngày. 3 ngày lại. Hiểu không? Đó nên những đức nói rằng là làm đi. Trong cái cuộc đời mình mấy chục năm ngắn ngủi lắm quý vị. Một hơi thở thở ra không hít vào cái gì mình mang theo trong cuộc đời này. Làm là cứ phát tâm nhiệt tình. Đừng có lo, những đức còn cái mạng này bỏ mạng luôn. À, mình bỏ mạng vì Tam Bảo, bỏ mạng vì Phật, Phật đâu có bỏ mình. Bỏ mạng gì Phật sao Phật bỏ mình. Đúng không? Giờ quý vị coi lên thuyết pháp ầm ầm. Mấy ngày lễ thuyết pháp quá trời. Đụng chuyện gì đụng với lên giảng pháp là vui. Đó là Phật gia hộ nghe. Không có giỡn đâu. Chứ nó mang một cái tâm trạng sao thuyết pháp. Vậy mà lên thuyết pháp là bỏ hết những cái chuyện bên ngoài. Lên giảng pháp ầm ầm vậy đó. Thấy không, rõ ràng chưa? Là Phật gia hộ như Đức tin. Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ. Mình là phàm phu mà cái tâm mình nhiệt tình làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát nào bỏ mình.
Đó, quý vị thấy học Phật nó vui không? Hạnh phúc quá trời luôn đúng không? À, quá đặc biệt rồi. Bây giờ gì nè quý vị? Chúng ta từ hôm nay chúng ta giảng tịnh độ xong, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nghe. Để mỗi một người đến lần đầu cũng phát nguyện cầu sanh cực lạc nghe. Những đức đọc thì đọc theo nè. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con quá xanh. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ. Hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ. Chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ. Chóng viên thành toàn giác. Ai bị nhớ là từ người còn sống hay người chết hay chư hương linh vì nghiệp phá thai, chúng ta đều phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.